quỳ xuống, ha ha, Trần Phi cười lạnh một tiếng, lại có thể trực tiếp ra tay. Hướng vậy nguyên bản một mặt cười âm hiểm Tư Mã Quân năm ngón tay co giãn bắt đi. Linh quang dâng trào mãnh liệt. To gan, vậy Liễu Công các người gặp Trần Phi không những không quỳ xuống, cho viên thiếu quân thiếu liếm đế giày, đến bây giờ lại còn dám chủ động ra tay, lúc này nổi giận, trong cơ thể kích động ra mãnh liệt lực lượng chung nhau ra tay. Bọn họ đều là luyện khí tầng 8 cao thủ, hơn nữa trải qua lớn nhỏ cuộc chiến sinh tử dịch vô số, sức chiến đấu siêu phàm, cho nên bọn họ cơ hồ mỗi một người cũng không kém hơn phổ thông luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ. Như vậy dưới tình huống, bọn họ như thế mấy người đồng loạt ra tay, vậy uy thế, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường cao thủ luyện khí tầng 9 cũng được trong lòng lay động mấy phần. Nhưng mà, Trần Phi thực lực lại xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cút, chỉ nghe gặp màng nhĩ vang lên một hồi lăng liệt điếc tai nhức óc quát lạnh thanh, một cổ vô cùng to lớn áp lực, còn có khủng bố kiếm khí, liền giống như là cuồng đào giận cuốn vậy đáng sợ bao phủ ở bọn họ trên mình. Phịch, 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 phốc suy phốc suy phốc suy. Liễu Công mấy người kia đều ở đây cái này ngay tức thì đều bị vậy mạnh mẽ vô cùng tam dương chân hỏa kiếm khí đánh thành trọng thương. Hộc máu bay rớt ra ngoài, không còn sức đánh trả chút nào. T, cái này. Không phải đâu, thấy tình cảnh này mọi người không khỏi ngay tức thì sắc mặt nán lại, trợn mắt hốc mồm, khó tin. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thực lực mạnh như vậy hãn. Liền liền uy danh hiển hách Liễu Công mấy người kia, lại có thể đều không phải là hắn hợp lại địch, ngay tức thì trọng thương, không còn sức đánh trả chút nào. Vèo! Ngay tại bọn họ trợn mắt hốc mồm, cực độ rung động lúc đó, Trần Phi bất ngờ đã lại lần nữa ra tay. Thân hình chớp mắt, xuất hiện ở mặt đầy hoảng sợ Tư Mã Quân trước mặt, đưa tay chính là một chảo. Ngươi dám, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy viên phi vân lại có thể lập tức ngăn ở Tư Mã Quân trước người. Hắn từ cầm trước viên thanh viên đại sư bối cảnh thiên đại, tin Trần Phi cũng không dám động hắn một cây chút nào mau. Ta không dám, có thể trong lòng của hắn ý niệm này cũng còn không xoay qua chỗ khác, một bản lớn bàn tay. Thì đã xuất hiện ở hắn bỗng nhiên ở giữa co rúc lại con ngươi chính giữa. Bót! Một tát này thanh thúy vô cùng, in ở vậy viên phi vân trên mặt, trực tiếp là một cái tát đem tát bay ra ngoài. Trên đất để lại hai ba cái răng mang máu. Lau, con bà nó, thằng nhóc này lại có thể thật dám đánh mình. Bót! Một khắc sau, vậy viên phi vân bị Trần Phi một cái tát bay sau khi đi ra ngoài. Trần Phi lại một cái tát hung hăng khác ở còn không có phản ứng tỉnh hồn lại Tư Mã Quân trên mặt. Giống nhau thanh thúy vô cùng, giống nhau chỉ là nghe gặp thanh âm kia, cũng cảm giác làm người ta răng đau xót, cảm thấy làm đau. Tư Mã Quân trực tiếp là bị Trần Phi cái này nặng nề một cái tát cho phiến che mắt. Người ngã nhào trên đất lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. CMN, vậy Tư Mã Quân theo bản năng tức miệng mắng to. Đầu thiếu dưỡng khí chỉ muốn đứng lên, cũng không cùng hắn đứng lên, ở hắn tầm mắt trước chính là một mặt lớn dấu chân hung hãn in xuống. Phịch! Trần Phi một cước hung hăng dậm ở Tư Mã Quân trên mặt. Phát ra phanh một tiếng rên. À, khốn kiếp, chó rác rưởi ngươi, ô, ngươi có phải hay không chán sống, ngươi có biết hay không ta là ai, ra ra ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết cả nhà ngươi, vậy Tư Mã Quân một mặt kêu thảm thiết, một mặt khàn cả giọng uy hiếp. Nhưng mà một màn này, tất cả mọi người tại chỗ nhưng thật hoàn toàn thấy đờ ra. Ma, CMN, cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì? Cái này Tư Mã Quân mặc dù thực lực không đủ, người cũng là cậu ấm, nhưng vấn đề là ra ra hắn đây chính là bọn họ Thanh Long Câu chỉ có 4 vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh một trong à. Cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, đó là cái gì khái niệm? Muốn bóp chết tùy ý một cái luyện khí cảnh tu sĩ, vậy còn không cùng chơi như nhau. Nhưng bây giờ thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Hắn lại dám đem mình giấu đế giày ở Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu trên mặt. Đây quả thực là làm nhục, vô cùng to lớn làm nhục. Đây nếu là truyền đi, truyền tới Tư Mã Phủ bên kia, lấy Tư Mã Khôn Đại Nhân đối với cái này Tư Mã Quân sủng ái trình độ, còn không xích mích thiên. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Tư Mã Khôn Đại Nhân tự mình ra tay, tìm hắn phiền toái sao? Đến lúc đó, chính là thần tiên cũng khó cứu. Ngươi lại dám đánh. CMN còn không thả quân thiếu, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Bên kia, vậy viên phi vân viên thiếu cả người cũng đau từ dưới đất bò dậy,
theo bản năng sắc mặt giữ tợn tức miệng mắng to, nhưng sau đó, hắn nhưng phát hiện Tư Mã Quân lại có thể so hắn còn thảm. Bị Trần Phi dùng chân hung hăng đạp trên đất, loại tràng cảnh đó, liền hắn thấy được đều cảm giác trong lòng mau khí nổ. Người này thật là quá cản rỡ, quá đáng ghét, quá vô cùng gan dạ. Đủ rồi, dừng tay. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng mang chút bất ngờ cùng tức giận lạnh tiếng hét thất thanh từ vậy không đường phố xa xa cua quẹo truyền tới. Rung động ở trong không khí, để cho ánh mắt của mọi người đông lại một cái. Nghe được tiếng này quát lạnh thanh, Trần Phi con người cũng là lạnh lùng híp một cái. Trên thực tế, hắn sớm liền đã phát hiện đối phương tồn tại, nhưng mà, ở hắn bây giờ hướng Tư Mã Quân động thủ thời điểm, đối phương nhưng kêu đủ rồi, dừng tay. Mà lúc trước, mấy người kia chuẩn bị muốn hướng tự mình ra tay thời điểm, người nọ nhưng coi mà không gặp, làm trên vách xem, rắm cũng không có thả một cái. Một màn này, chẳng lẽ hắn còn biết không nhìn ra đối phương đây là đang thiên vị sao? Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Hắn cùng Tư Mã Quân cái này hai cái cậu ấm đại thiếu, là hướng phát tiết và đùa bỡn tâm tư, bởi vì là không có ở đây một tầng thứ, cho nên dậy không là cái gì sát tâm. Mà bây giờ, vậy tự cho là đúng xen vào việc của người khác người, tựa hồ đã có chút đem trong lòng của hắn sát ý câu liền đi ra. Ngay sau đó, vâng chịu trong lòng vậy đã có chút không kiên nhẫn lạnh lùng tâm, Trần Phi biết rõ cố phạm, giơ chân lên, lại là hung hăng đạp xuống, đem vậy Tư Mã Quân cho đạp được kêu thảm thiết. Ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết, vậy quát lạnh thanh lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này lại rõ ràng đeo giận dữ, sau đó Trần Phi cũng cảm giác được một cổ kinh khủng linh khí sóng thật giống như cuồng đào vậy đem hắn cuộn sạch. Chết, từ vậy đường phố khúc quanh xuất hiện một vị người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử. Hắn ánh mắt lúc này rất là âm lãnh, phong tỏa Trần Phi, tay phải năm ngón tay chẳng biết lúc nào bất ngờ đã ngưng tụ thành ưng chảo, xé ra, cuồn cuộn khủng bố linh quang hình thành năm đạo quang thúc, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trần Phi thân thể hơi dừng lại một chút, con người hơi híp, lại cũng có chút lui về phía sau. Bất quá hắn ở thối lui thời điểm cũng đem vậy Tư Mã Quân chộp vào trong tay, giống như là xách chó chết vậy. Sau đó, Trần Phi liền tránh thoát đối phương một chảo này. Cái gì, vậy người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử trên mặt thần sắc rõ ràng ngẩn ra, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể tránh thoát hắn công kích. Lại có như vậy thực lực. T, lực lượng thật kinh khủng. Vậy, đó không phải là vi thống lĩnh. Đám người con ngươi đông lại một cái. Cái này người đến mặc dù chỉ ra tay một lần, nhưng mà, hắn triển hiện ra sức chiến đấu nhưng đã hoàn toàn gọi là kinh thế hãi tục. Coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, sợ rằng hắn sức chiến đấu cũng không làm được lợi hại như vậy. Sau đó, có người một hồi kêu lên, gọi ra vậy người tới thân phận. Cái này người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử, bất ngờ là bọn họ Thanh Long Câu Ba lớn một trong thống lĩnh vi thống lĩnh. Chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân trực hệ thủ hạ. Mà bây giờ, hắn lại có thể tự mình hiện thân, xuất hiện ở nơi này. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe rõ sao. Sắc mặt âm nhu vi thống lĩnh con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên, quát lạnh. Dùng mình khuynh thổ ra. Trần Phi nhìn đối phương vậy tấm lạnh lùng, ngạo nghễ gương mặt, chỉ cảm thấy xấu xí so. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Ngươi là thứ gì? Trần Phi hé mắt, lạnh lùng nhàn nhạt nói. T. Cái gì? Cái gì? Thằng nhóc này là không phải quá ngông cuồng. Hắn lại dám như thế cùng vi thống lĩnh nói chuyện. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề, muốn tìm cái chết? Hắn chẳng lẽ không biết vi thống lĩnh thực lực đã sắp đến gần trúc cơ chân nhân cảnh sao? Trần Phi bực này cuồng ngông không ngày lời nói vừa ra miệng, tất cả mọi người tại chỗ trực tiếp là một mặt sợ hãi, hoàn toàn xôn xao. Vi thống lĩnh là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu Ba lớn một trong thống lĩnh, Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân trực hệ thuộc hạ, trông coi bọn họ Thanh Long Câu trật tự cùng chị An. Hơn nữa, nặng hơn một chút chính là, vi thống lĩnh thực lực sớm đã đạt đến vô hạn đến gần trúc cơ chân nhân cảnh trình độ. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, ở nơi này Thanh Long Câu, trừ Nguyễn Thanh Long, Thanh Sương Đại Nhân, Đoan Mộc Lão Nhân Đại Nhân, Tư Mã Khôn Đại Nhân ra. Cái này Thanh Long Câu hoàn toàn liền có thể nói là vi thống lĩnh bọn họ ba đại thống lĩnh thiên hạ. Bởi vì bọn họ là mạnh nhất, nhưng bây giờ, giống như là Trần Phi người như vậy,
nhưng lại dám ở vi thống lĩnh trước mặt như vậy cuồng ngông không bên nói chuyện. Bọn họ há có thể không rung động, không cảm giác hình ảnh quỷ dị. Ngươi nói gì, nghe vậy, vậy vi thống lĩnh cũng là không nhìn được sắc mặt hung hăng quất sút ra. Hắn nhìn về Trần Phi, sắc mặt lộ vẻ được hơn nữa uy nghiêm, cực kỳ âm trầm nói, ta là cái này Thanh Long Câu ba lớn một trong thống lĩnh, trông coi trật tự và trị an, ngươi bây giờ dám can đảm ở cái này gây chuyện, muốn tìm cái chết. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trần Phi nhìn chằm chằm đối phương, tuét miệng, lạnh nhạt cười nói, cũng ở phía sau nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi là thật mù mắt? Ta ở nơi này gây chuyện, vậy ngươi tại sao không nói là bọn họ trước hướng ta động thủ? Đến giờ phút này, hắn vậy lười được xen vào nữa đối phương là thân phận gì, lai lịch gì. Bởi vì là những cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này tỏ rõ liền là muốn vui đùa một chút hai ngọn, đem quy tắc cùng với công bằng làm là đùa giỡn. Mọi người nghe được Trần Phi nói ánh mắt hơi chậm lại, đúng vậy, chuyện này đúng là vậy Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân gây sự trước mà. Hơn nữa bọn họ bây giờ mới biết, vì thống lĩnh lại có thể đã sớm núp ở vậy đường phố khúc quanh. Đây chẳng phải là nói, hắn đã sớm chính mắt mục đích hết thảy, bây giờ vẫn còn tới hiên ngang lẫm liệt làm ra vẻ tử. Thật giống như, là có như vậy chút chán ghét người à. Ngươi nói lại lần nữa, vì thống lĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lóe lên. Nói lại lần nữa, Trần Phi khóe miệng nhỏ câu, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói, xem ra ngươi không chỉ có ánh mắt có vấn đề, lỗ tai cũng có vấn đề. Ta mới vừa nói, ngươi có phải hay không mù mắt? Ừ, cuối cùng một câu kia vi âm trực tiếp là làm mọi người trong mắt co rúc lại. Tên này, mặc dù nói chiếm cứ đạo lý, khá vậy chân thực quá vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn chẳng lẽ không biết làm thống lĩnh thật muốn phát giận lên, nhưng mà không cần cùng hắn nói cái gì đạo lý. Bọn họ tu chân giới, nói cho cùng chính là vật cảnh thiên trạch. Quả đấm chí tôn. Nói như vậy đứng lên, thằng nhóc này đơn giản là không muốn mạng. Không chỉ là bọn họ, coi như là vậy trước suy nghĩ là Tư Mã Quân ra mặt Viên Phi Vân Viên Thiếu, lúc này ánh mắt lay động nhìn Trần Phi, cũng là khó hiểu cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng, dám như thế cùng vi thống lĩnh đối nghịch người, chỉ có hai loại có khả năng. Hoặc là ngu, hoặc là chính là chân chính có chỗ ỷ lại. Đáng tiếc. Đám người nhìn vậy vậy chính giữa đường phố thế đơn lực bạc bóng người, trong lòng than thở, người này, tuổi còn trẻ giống như này lợi hại, đúng là không dễ, nhưng mà, ai, phỏng đoán hắn ngày hôm nay chỉ có thể là chết ở chỗ này. Bởi vì là hắn trước làm hết thảy cũng quá mức, Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu, Viên Phi Vân Viên Thiếu, cái này hai người ở bọn họ Thanh Long Câu ai không là bối cảnh thiên đại. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại bị Trần Phi sửa chữa thành như vậy. Nếu là vi thống lĩnh không cầm suất hành động tới, Tư Mã Khôn đại nhân còn có Viên Thanh Viên đại nhân sẽ thấy thế nào? Kia mới thật sự là nguyên nhân và yếu tố. Thằng nhóc, cứ như vậy đi, dù sao ngày hôm nay ngươi cũng để cho ta vi người nào đó mặt đều mất hết. Cho nên hôm nay, ngươi tất, chết, không, nghi, vậy vi thống lĩnh con ngươi gắt gao, dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, kinh khủng hơi thở đem phong tỏa, ý định giết người phun trào, chuẩn bị sấm sét ra tay. Ngày hôm nay, hắn là không thể lại tiếp tục mất thể diện đi xuống. Còn có thể chịu đựng ngươi liền thử một chút đi. Ta thật ra thì thật rất muốn biết, chỉ bằng ngươi, có thể giết được ta sao? Trần Phi mặt không cảm giác, bên trong thân thể vậy tam dương chân hỏa kiếm khí nhưng thật giống như ngọn lửa viễn cổ mãnh thú vậy gào thét gầm hét lên. Hiển hiện ra kinh khủng ý cảnh, cùng ngọn lửa đợt khí. Đối phương có thực lực, hắn có thể cảm nhận được, không sai biệt lắm là ở Thương Khôn. Lam Kình loại trình độ đó, cũng coi là rất tốt. Nhưng mà hiện nay hắn, đều đã lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý, sức chiến đấu tăng vọt. Cho nên thật biết sợ đối phương sao? Hiển nhiên, vậy câu trả lời tuyệt đối là, tuyệt không thể nào. Hắn bây giờ sở dĩ muốn động thủ, bất quá là muốn xem, đối phương loại trình độ này, hắn bây giờ kết quả cần mấy chiêu, là có thể đem đánh bại, hoàn toàn nghiền ép. Đây thật là một kiện rất làm người ta tò mò sự việc, không phải sao? Ha ha! Cảm nhận được Trần Phi bên trong thân thể nhàn nhạt tràn ra kiếm khí, vậy vi thống lĩnh trong mắt chính giữa, có vẻn vẹn chỉ là lơ đễnh cùng với cười nhạt. Kiếm tu thì như thế nào, nhân trận tầng 4 trận pháp sư thì như thế nào? Thực vậy, từng tuổi này, như vậy thành tựu,
ngã thật có tư cách được gọi chi là thiên tài, bất quá, rất đáng tiếc, như vậy thiên tài chờ lát nữa liền bị hắn vì mẫu người tự tay bóp chết. Nhắc tới, đây cũng là rất có thành tựu một chuyện à. Ha ha, ha ha ha. Vậy vì thống lĩnh trong lòng cười như điên, tự tin 10 phần. Được, ta sẽ để cho ngươi được như nguyện. Vì thống lĩnh trong miệng mặt phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng, thân thể, đi theo liền động. Từ vậy vì thống lĩnh trong tay xuất hiện một chuôi màu vàng sậm kim cương hàng ma sử, tản ra tia sáng chói mắt, kim quang lập lòe, ngưng tụ thành chữ vạn, ùng ùng phá không, hướng về phía Trần Phi ngay đầu chính là nện xuống tới. T, là vì thống lĩnh kim vân sử, đây chính là thượng phẩm pháp khí, uy lực vô cùng. Có người ở thấy vậy kim cương hàng ma sử sau đó, ngược lại hút khí lạnh kinh hô lên. Cái này thượng phẩm pháp khí coi như là ở bọn họ Thanh Long Câu. Vậy không giống bình thường, số lượng vô cùng thiếu, cơ hồ mỗi một vị người có đều là cao cấp cường giả. Ung ung, âm 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 âm. Vậy kim cương hàng ma sử phá không tới, uy lực to lớn, đến mức, coi như là không khí cũng đều bị triệt triệt để đẩy ra, hóa là nhức mắt kim quang, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ thấy cũng trong lòng run rẩy đến sắt sắt phát hoảng, theo bản năng lui về phía sau. Hiển nhiên, như vậy uy lực xác thực có thể nói kinh người. Coi như là Trần Phi lúc này, vậy hơi cảm giác được một ít áp lực. Thượng phẩm pháp khí, bất quá sau đó, Trần Phi khóe miệng nhưng hiện ra nhàn nhạt cười nhạt, vung tay lên, hừng hực tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là ngưng tụ thành một chuôi cự kiếm, lăng không trung lên, xông lên giữa không trung, như một đạo sắc bén vô cùng trần trụi hồng, ảnh hưởng vậy đánh tới kim vân sử. Oanh, oanh, tiếp liền hai tiếng nổ rung trời. Tam dương chân hỏa cự kiếm tựa như là cuồng đào vậy hung hăng chém ở đó tản ra kim quang kim vân sử phía trên, bộc phát ra lạnh thấu xương vang lớn, không khí chấn động. Cái gì, thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt biến, thậm chí sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi ước chừng chỉ dựa vào hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ, liền lại có thể làm được cùng một kiện thượng phẩm pháp khí chống lại. Cũng đừng quên, vậy kiện thượng phẩm pháp khí chủ nhân. Vẫn là vì thống lĩnh như vậy luyện khí cảnh cơ hồ vô địch cao thủ. Ngươi, hô, nguyên lai là có bản lĩnh, cho nên mới dám ở ta vi mỗ trước mặt người đều như vậy phách lối. Bất quá, ngươi lấy là chỉ chút này lực lượng, đủ ở ta Thanh Long Câu tùy ý ngông là. Vậy vì thống lĩnh lúc này cũng là trong mắt bạo xúc, khó tin. Nhưng sau đó, liền gặp hắn vẫn là thở một hơi thật dài, sắc mặt âm trầm như nước đón nhận chuyện này thực. Cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng của hắn vẫn là có chút hối hận. Nếu là hắn sớm biết Trần Phi lại có thể có được đủ để cùng hắn chống lại thực lực, còn như vậy trẻ tuổi, chỉ sợ cũng coi như là Tư Mã Quân ra mặt cầu hắn, hắn vậy tuyệt sẽ không dễ dàng dính vào đến loại chuyện này chính giữa. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, chỉ có thể một con đường đi tới tối. Thằng nhóc, chết đi cho ta, vừa nói. Vậy bị tam dương chân hỏa cự kiếm đánh lui kim vân sử lại lần nữa vọt lên, hóa là một đạo to lớn màu vàng vòng tròn, tản ra lạnh thấu xương lực lượng, kim quang chói mắt, càng hơn trước, giống như là một vòng mặt trời màu vàng vậy. Kim luân đền tội. Từ vậy vì thống lĩnh bên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng hơi thở, từ hắn trong miệng vậy vang lên kinh người quát lạnh thanh. Ở đó quát lạnh thanh xuất hiện sau đó, vậy treo ở giữa không trung màu vàng vòng tròn. Giống như là chân chánh cùng mặt trời chồng lên nhau như nhau, ở vào đại nhật sơ sinh cái hướng kia, kích động ra kinh người kim quang, chèn ép xuống, hướng Trần Phi kinh khủng đấu đá tới. Lực lượng kia giờ phút này tựa như cùng là sóng trào vậy, yên tĩnh không tiếng động, nhưng lại tràn đầy vô cùng khủng bố. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng chân chính biến sắc. Sắc 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 sắc. Coi như là vậy tam dương chân hỏa cử kiếm. Lúc này cũng đã là hơi phát ra giống như là vỡ nát thanh âm. Hiện ra nhàn nhạt vết nứt. Thấy tình cảnh này Trần Phi con người hơi híp một chút, rõ ràng mình nếu là không vận dụng chút lá bài tẩy, sợ rằng, sẽ không đủ dùng. Vừa vặn thử một chút ta cái này tiểu viên mãn kiếm ý uy lực chứ. Trần Phi híp mắt, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó, ở hắn trong thân thể thì có một cổ không nói được không nói rõ, nhưng lại cho người cảm giác kinh khủng dị thường ý cảnh. Giống như là cởi áp mãnh thú vậy, khơi thông đi ra. Liền có tính hay không lên tiểu viên mãn kiếm ý, hắn trước khi sức chiến đấu đều đã rất là tiếp cận với thương khôn, lam kình cái loại đó tầng thứ, mà bây giờ, một khi nếu là lại đem cái này tiểu viên mãn kiếm ý hơn nữa.
vậy coi như không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Mà là bên trong thân thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí, sẽ lập tức phát sinh biến chất. Uy lực tăng mạnh. Vèo. Vậy tiểu viên mãn kiếm ý dâng lên, tam dương chân hỏa cự kiếm trực tiếp là ngang trời, nghịch chuyển lên. Mà lần này, làm vậy trải qua tiểu viên mãn kiếm ý tăng phúc tam dương chân hỏa cự kiếm hám như vậy lần nữa điều động sau đó, hết thảy, cũng hoàn toàn đổi được không giống nhau. Vậy kim vân sử bộc phát ra uy năng trực tiếp là bị càn quét, kim quang tan biến, tất cả hết thảy đều tốt giống như là vào giờ khắc này bị tan vỡ vậy. T, mọi người nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung kim vân sử, trực tiếp là bị một kiếm này cho oanh bay, linh quang ngay tức thì ảm đạm, kim quang vỡ nát, đều là không nhịn được sắc mặt sợ hãi ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn người co rúm lại. Hiển nhiên, như vậy một màn thật sự là quá làm cho bọn họ rung động. Vậy, đây chính là thượng phẩm pháp khí à, có thể, nhưng là bây giờ. Nhưng bây giờ vậy thượng phẩm pháp khí kim vân sử lại có thể thua, thua. Phốc suy, kim vân sử bị nhất định tổn thương, vậy vì thống lĩnh lúc này bị cắn trả, ói như điên ra một hớp máu đen, nhưng mà sau đó, hắn trên mặt vốn là tràn đầy dữ tợn, nắm chắc phần thắng sát cơ thần sắc, bây giờ cũng đã là triệt triệt để thay đổi. Kiếm khí lăng không trung trên đường phố. Giờ phút này, tất cả mọi người, ánh mắt cũng phong tỏa ở đạo thân ảnh kia trên. Không nghĩ tới hắn lại dám như vậy vô cùng gan dạ, hướng vì thống lĩnh nói như vậy nói. Đối mặt Tư Mã Quân, Tư Mã đại thiếu, đây chính là có Tư Mã Khôn đại nhân kinh người như vậy bối cảnh, còn có Viên Phi Vân Viên thiếu, vậy càng là sau lưng còn có một vị luyện đan sư cấp bậc là cấp 3 thượng phẩm Viên Thanh Viên đại sư, hơn nữa lúc này còn có vi thống lĩnh tự mình hiện thân. Ở nơi này Thanh Long Câu, không có chuyện gì ai dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng ngay trước mặt của mọi người mà. Nói vậy trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống cơ hồ vô địch vi thống lĩnh, là người điếc, lỗ tai có vấn đề. Đây là bực nào vô cùng gan dạ. Như vậy một màn cho người rung động, thật sự là quá mạnh mẽ, chân thực tại chỗ không ít người trong đầu đều là rối tinh rối mù, bối rối. Được, được, rất tốt. Vậy vi thống lĩnh nhìn Trần Phi, sát ý lóe lên, nói liên tục ba tiếng tốt, sát ý cháy. Nếu không thì sao, Trần Phi đáp lại đối phương. Trên mặt hiện lên lạnh lùng nụ cười. Ở trên người hắn, lúc này vậy giống vậy có tên kia là, sát ý, đồ phun trào ra, không phải hắn, liền bởi vì là đối phương cái này người tự cho là đúng, có chút xúc phạm đến hắn lằn danh. A, à, thật lấy làm cho này trách chiếc là tốt như vậy kéo. Hắn như là tức giận, chẳng qua ở nơi này Thanh Long Câu nháo thượng một tràng. Dù sao hắn bây giờ đối với vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên nhu cầu. Nói thật, đã không phải là gấp như vậy cắt. Bởi vì là ở lĩnh ngộ tiểu viên mãn đề nghị sau đó, chính hắn, chỉ sợ cũng đã có như vậy thực lực, chẳng qua là, có đợi nghiệm chứng mà thôi. Ngươi nói, ta cần phải nên xử trí như thế nào ngươi? Vi thống lĩnh nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói một tiếng, ở hắn nhìn về phía Trần Phi trong con ngươi, Trần Phi, đã là một người chết. Cho dù trước Trần Phi có thể tránh thoát hắn một kích, nhưng mà, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Trần Phi thực lực vẫn có thể cùng hắn như nhau sao? Phải biết, hắn nhưng mà cái này Thanh Long Câu đứng sau vô cùng là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại ba lớn một trong thống lĩnh à. Thật ra thì đùa giỡn. Mà đối phương từng tuổi này người tuổi trẻ, lại có thể tránh thoát hắn một kích, quả thật không tệ, có tư cách được gọi là thiên tài, nhưng là, thiên tài, hào quang nở rộ, nhưng cũng là dễ dàng nhất rơi xuống. Bởi vì là dễ dàng bị người ghen tị, bị người kiêng kỵ, thì biết bất kể hết thảy hậu quả trước hết giết. Ta đây muốn xem, cùng sau khi ngươi chết, còn có thể hay không như vậy vô cùng gan dạ, không tự lượng sức. Nghĩ đến đây, vị thống lĩnh nhìn Trần Phi, tuét miệng âm nhu cười lạnh nói. Vậy cười trong tràn đầy sát ý, rất là lạnh như băng. Xử trí ta, giết ta, nghe vậy Trần Phi khóe miệng run lên, trong ánh mắt, có một màn tên là lạnh lùng, cùng với sát phạt tâm trạng ở thật giống như hạt rắn vậy ẩn núp. Muốn giết hắn, thật là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Không sai, vì thống lĩnh, tên này lại dám ở chúng ta Thanh Long Câu gây chuyện, thật là thập ác không tha, tội có cần phải được. Nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Lúc này, vậy núp ở vì thống lĩnh sau lưng Viên Phi Vân cũng là sắc mặt oán độc mở miệng hô lớn. Giết Trần Phi,
nhất định phải giết tên này, nếu không, hắn sợ tên này sau này lại tới báo thù hắn, vậy hắn đến lúc đó có thể thì thật thảm. Tới chuyện nơi này còn bị Trần Phi nặn ở trong tay Mặt Tư Mã Quân, và hắn có quan hệ thế nào? Hắn đã không rảnh quản nhiều như vậy. Thả Tư Mã Quân thiếu ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Mà nhưng vào lúc này, vậy vì thống lĩnh lại lên tiếng lần nữa nói, lời nói lạnh như băng. Hắn ngược lại là còn không có quên Tư Mã Quân vẫn còn ở Trần Phi trong tay. Nếu là Tư Mã Quân xảy ra vấn đề gì, Tư Mã Khôn đại nhân truy cứu tới, coi như là hắn, cũng khó. Lưu ta một cái toàn thây, thật là khẩu khí thật là lớn à. Trần Phi nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, nhìn về trong tay bị hắn tiện tay giống như là chó chết vậy sách Tư Mã Quân, ánh mắt nhanh tránh, cười hỏi, nghe không? Hắn muốn cho ta thả ngươi, cho ta lưu cái toàn thây, ngươi nói, ta là thả, còn chưa thả đâu. Chó rác rưởi CMN bây giờ lập tức thả ta, nếu không, chờ ta lát nữa nhất định phải để cho vi thống lĩnh giết tới ngươi không có toàn thây. Vậy Tư Mã Quân còn lấy là Trần Phi là sợ, lập tức xương cuồng, ở Trần Phi trong tay vùng vẫy, nghĩnh đầu tức miệng mắng to. Phịch! Nhưng mà, hắn lần này lời nói mới vừa lối ra, cũng cảm giác có một cổ lực lớn hung hăng đem hắn vùng đập vào trên mặt đất. Phịch một tiếng rên, mặt đất trực tiếp bị hắn thân thể đập ra vết rách. Không chỉ có như vậy, sau đó ở đó tất cả mọi người bạo xúc con người chính giữa, Trần Phi một mặt lạnh nhạt cười, giơ chân lên. Không ngờ hướng về phía vậy Tư Mã Quân gương mặt đạp xuống. Phịch! Đây là cước thứ nhất. Vậy Tư Mã Quân phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. À! Phịch! Đây là chân thứ hai. Tiếng kêu thảm kia lại có thể đều đã trở nên yếu đi. Tư Mã Quân cả người đều sắp bị khảm nạm vào đất trong ruộng. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn ngu. Không nghĩ tới Trần Phi đến bây giờ lại còn dám động thủ. Hơn nữa vẫn là như vậy sấm sét, không lưu bất kỳ chỗ trống quay về. Tư Mã Quân Tư Mã đại nhân bị sửa chữa thành như vậy, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, nếu như bị Tư Mã Khôn đại nhân biết, chẳng phải muốn lật trời. Sấm sét tức giận. Ngươi dám, dừng tay, vậy vì thống lĩnh lúc này sắc mặt vậy biến đứng lên. Âm nhu trên mặt lúc này lộ vẻ được vô cùng tức giận cùng tràn đầy sát ý. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện vào lúc này hắn đều đã tự mình xuất hiện, nhưng mà đâu? Trần Phi nhưng lại còn là dám làm hắn mặt, động thủ, hoàn toàn đem hắn coi là vô vật. Vi thống lĩnh, mau giết hắn. Người này thật sự là quá kiêu ngạo, mau giết hắn. Vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu lập tức nhảy ra quạt gió thổi lửa. Hắn bây giờ chỉ muốn thấy được Trần Phi chết, bởi vì là trên thực tế, trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút luống cuống. Ừ. Trần Phi ánh mắt nhìn về vậy quạt gió thổi lửa Viên Phi Vân Viên Thiếu, con người có giúp một cái, đưa tay một cái, bàn tay kia trực tiếp là lại cách được thật xa, hướng vậy Viên Phi Vân một chảo tìm tòi đứng lên. Cái này, cái gì? Không muốn, Vi thống lĩnh mau cứu ta. Vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu lập tức mặt đầy hoảng sợ hét thảm lên, bởi vì là, ở nơi này ngay tức thì hắn chỉ cảm thấy có một cổ lạnh như băng lăng liệt kiếm khí phảng phất là kẹt hắn cổ vậy. Sau đó hắn cả người liền bị cổ lực lượng kia bắt, cùng trước kia Tư Mã Quân bị bắt lúc đi giống nhau như đúc. Hắn cả người không có chút nào sức chống cự bị xách lên, lăng không trung hướng Trần Phi bay đi. Đáng chết, mau dừng tay, ngươi có phải hay không muốn tìm? Thấy tình cảnh này vậy Vi thống lĩnh sắc mặt biến, hổn hển giận dữ, cả người linh quang cuồng trào sao động, muốn xuất thủ ngăn trở, có thể sát theo, hắn sắc mặt nhưng lại một lần nữa bỗng nhiên đại biến đứng lên. Vèo. Từ dưới chân hắn đột nhiên vọt lên một cổ kinh khủng lực lượng, trận pháp ở nơi đó ngưng tụ, kiếm khí ở nơi đó quanh quẩn. Một cái chớp mắt bây giờ, hắn cả người thì hoàn toàn bị lực lượng kia cho hoàn toàn củ quấn lại. Trận pháp, nhân trận tầng 4 trận pháp, cảm nhận được vậy cổ đem mình dây dưa lực lượng, Vi thống lĩnh sắc mặt âm trầm kinh nghi nói. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể còn là một vị nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Tuy nói người này trận tầng 4 cấp trận pháp khác, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng muốn phá trận mà nói, nhưng còn cần một ít thời gian. Khi đó ở giữa mặc dù không coi là dài, nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Viên Phi Vân Viên Thiếu sớm 800 năm sợ rằng đều bị Trần Phi sửa chữa cái một lần là được. Đáng chết, thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Lại có thể còn biết trận pháp, vậy Vi thống lĩnh tức giận dù gì nói, bắt đầu điên cuồng phá trận. Mà ở Trần Phi bên này,
Trần Phi khóe miệng nhỏ câu cười nhạt nhìn trong tay sắc mặt hoảng sợ Viên Phi Vân Viên Thiếu, bĩu môi, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói, muốn giết ta. Chó má ngươi có biết hay không ta là ai? Mau thả ta, nếu không ta tuyệt đối muốn cho ngươi không đi ra lọt cái này Thanh Long Câu, hải cốt không còn. Mau thả ta, vậy Viên Phi Vân tức miệng mắng to, kịch liệt vùng vẫy, sắc lệ nội cha, hét lớn. Vậy cũng tốt, vậy ta bây giờ sẽ tha cho ngươi. Trần Phi trong con ngươi hàn mang nhanh tránh, hất tay một cái, giống nhau như đúc vậy hung hăng đem tay kia ở giữa, rác dưới, vung đập trên mặt đất, đi theo lại là một cước đạp lên. Phịch! Trong lòng mọi người rung một cái. Phịch! Trong lòng mọi người cuồng rung một cái. Phịch! Trong lòng mọi người đều cảm giác tim nhảy không nhúc nhích, hô hấp dồn dập, sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì là Trần Phi mấy đá này, trực tiếp là đem vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu cho đạp ngất xỉu. Mặt đầy máu, cả người là tổn thương. So với kia trước khi Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu cũng còn thảm hơn một ít. Bót bót bót, kết thúc công việc, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi lúc này mới giống là vừa làm xong việc như nhau, vỗ tay một cái. Nhưng sau đó lại gặp hắn vỗ ót một cái, nhìn về cách đó không xa, loãng cười lên, nói, không đúng, ngươi nhìn ta trí nhớ này, cái này thật giống như còn dư lại một cái. Vèo. Trần Phi vung tay lên, vậy một số gần như tan tành nhân trận tầng 4 trận pháp cũng đã là ngay tức thì biến mất. Ừ, vậy vì thống lĩnh đang mau lực phá trận, ngay tại mau phải hoàn thành, đột nhiên này, tan tành trận pháp lại có thể biến mất. Cái này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên giống như là một quyền đánh vào không khí phía trên như nhau, rất bực bội, rất khó chịu. Viên Thiếu, ngươi. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện Viên Phi Vân Viên Thiếu lúc này cũng đã bị khảm nạp vào trong ruộng, mặt đầy máu, mặt đầy là tổn thương, rơi vào bất tỉnh, nhất thời giận dữ, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi dữ tợn nói, thằng nhóc, ngươi coi trời bằng vung, không tuân quy củ, đáng chết. Vừa nói, từ trong cơ thể hắn hiện ra một cổ chân chính kinh khủng hơi thở. Làm cổ khí tức kia xuất hiện sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt biến đứng lên, kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại, tinh thần run rẩy, theo bản năng lui về phía sau. Hiển nhiên đây mới là thuộc về hắn Thanh Long Câu ba lớn một trong thống lĩnh chân chính uy nghiêm, và thực lực. Chung quanh không thiếu có luyện khí tầng 9 tầng thứ cao thủ đứng xem, nhưng mà, coi như là bọn họ lúc này sắc mặt cũng có chút thay đổi, bởi vì làm cho này vi thống lĩnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến làm bọn họ sợ. Tương đối mà nói, Trần Phi, liền lộ vẻ được có chút thế đơn lực bạc, thê lương. Cho dù hắn bây giờ nơi bày ra thực lực đã rất kinh người. Nhân trận tầng 4 trận pháp sư, nhưng vấn đề là, coi như là loại trình độ đó, thì có thể làm gì? Phải biết ở vi thống lĩnh như vậy cường giả trước mặt, coi như là nhân trận tầng 4 trận pháp sư, vậy thật sự là có chút không đủ xem à. Mà thế đạo này, lại là bằng vào thực lực mà nói chuyện. Quả đấm chí tôn, chỉ gặp hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt giống như là gặp được quỷ vậy, thiếu chút nữa đều phải từ dưới đất nhảy cỡn lên, cao giọng kêu lên. Trong con mắt toát ra vẻ kinh hoàng vẻ. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lại có thể đánh bại ta Kim Vân Sử. Vậy vì thống lĩnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt mặt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Đến hắn loại trình độ này cao thủ, làm sao sẽ không biết có thể chỉ dùng kiếm khí ngưng hình, liền đem hắn thượng phẩm pháp khí Kim Vân Sử đánh bại tồn tại, hắn sức chiến đấu nên là có kinh khủng dường nào. Chỉ sợ cũng coi như là Tư Mã Khôn nhất lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, vậy không ngoài chính là như vậy. Đợi chút, tê. Chẳng lẽ nói, ở trước mặt hắn vị này nhìn như vậy dị thường trẻ tuổi Trần Phi, hắn thân phận chân thật, chẳng lẽ nói là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tồn tại. Nghĩ đến đây, vậy vì thống lĩnh ngay tức thì sau lưng, cổ ở giữa tràn đầy lạnh như băng. Thân thể không nhịn được run rẩy. Hắn mặc dù tự nhận là luyện khí cảnh cơ hồ vô địch, nhưng vấn đề là nếu là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cái loại đó khủng bố tầng thứ địch nhân nói, hắn làm sao có thể vẫn có thể làm được ổn định như thường. Ta là ai? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Trần Phi cười lạnh một tiếng, giữa không trung vậy tam dương chân hỏa cự kiếm bất ngờ ùng ùng một tiếng, sụp đổ làm tan rã, về lại với 36 đạo tam dương chân hỏa căn nguyên kiếm khí cơ sở hình thái. Lần này, ở có tiểu viên mãn kiếm ý tăng phúc sau đó, vậy 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tản mát ra uy năng,
trực tiếp là đủ để làm người ta cảm giác được linh hồn run sợ. Phủ đầy vân không ở giữa, quá mức hơi thở đáng sợ. Tiền bối, ta lực lượng bây giờ đại khái có thể coi như là trình độ gì? Ở cho thấy 90% lực lượng sau đó, Trần Phi hướng trong thức hải trận kinh không hỏi. So người bình thường trận tầng 5 trận pháp sư lợi hại hơn. Ngươi nếu có thể còn nữa chút lá bài tẩy, hẳn có thể khiêu chiến tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền đi. Trong thức hải, trận kinh không bình thản nói trước, có thể vậy trong lời nói nhưng rõ ràng mang thật sâu xúc động. Lấy luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới, có vô hạn tiếp cận với trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu, loại này thành tựu, bực này đáng sợ tiềm lực và thiên phú, thật đã là không người nào. Thiên cổ hiếm thấy, có thể còn nữa chút lá bài tẩy nói. Trần Phi tự lẩm bẩm, khóe miệng nhưng không nhịn được câu dẫn. Lá bài tẩy, hắn đương nhiên là có. Cũng đừng quên hắn chân chính chủ tu công pháp, nhưng mà tiên môn công pháp tọa vong kinh. T, kiếm khí này, sao có thể lớn mạnh như vậy, người rốt cuộc là ai? Là ai, cảm nhận được lúc này 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí nổi lên uy áp kinh khủng, vậy vì thống lĩnh lúc này sắc mặt, là thật thay đổi. Bởi vì là, hắn bây giờ coi như là kẻ ngu, vậy khẳng định có thể cảm thụ được, Trần Phi thực lực tuyệt đối tất nhiên là vượt qua hắn. Hơn nữa, còn là vượt qua liền rất nhiều cái loại đó. Bởi vì là kiếm khí này thật sự là quá đáng sợ, chỉ là uy áp, cũng đủ để làm hắn sợ hãi. Nói hết rồi đừng hỏi nhiều như vậy, mới vừa rồi như vậy ngạo mạn, bây giờ, làm sao lập tức liền yên. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Ngay sau đó liền gặp vậy 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí vọt lên, chớp mắt ở giữa hiện đầy bốn phương tám hướng. Trần trụi hồng liên miên, kiếm khí lăng tiêu. Rồi sau đó một cổ cho người cảm giác đè nén cường hãn hơi thở liền đi đôi với mấy đạo tia sáng vọt lên, hiện ra. Hống. Từ vậy mấy đạo ánh sáng chính giữa vang lên làm người ra đầu tê dại tiếng gào thét. Một đạo lửa to lớn diễm chăn lớn xuất hiện, làm cho tâm thần người linh hồn cũng không nhịn được muốn run rẩy, phảng phất mà thế hạ xuống vậy. Kiếm, kiếm trận, vi thống lĩnh cao giọng kêu. Trong mắt lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Hắn sao có thể không biết, kiếm trận, đây chính là kiếm tu thủ đoạn chính giữ uy lực chân chính cực độ kinh khủng đồ. Tựa như cùng bây giờ, vậy hiện đầy khủng bố kiếm khí ngọn lửa chăn lớn, sợ rằng chỉ cần vừa lên tiếng đem hắn nuốt trọn, hết thảy, liền đều đưa sẽ kết thúc. Hắn, sẽ đem chết ở chỗ này à? Không, không, đại nhân, có lời tốt không dám. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta đáng chết. Van cầu ngài thả ta một con đường sống. Rơi vào trong tuyệt vọng, vậy vì thống lĩnh hiển nhiên vậy rõ ràng lúc này hẳn cầu xin tha thứ. Nếu không, hắn sợ rằng thật sẽ chết. Bây giờ biết sai rồi. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt đùa cợt cười nhạt, nếu không phải bởi vì là hắn thực lực quá mạnh, bây giờ sẽ là kết cục như vậy. Đối phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáng tiếc à, bây giờ nói những thứ này ngươi bất giác trễ liền sao? Trần Phi con người lạnh như băng, kiếm khí trong cơ thể cùng linh quang dâng trào đến mức tận cùng, dẫn được kiếm kia trận ngọn lửa rắn khổng lồ bạo phát ra lạnh thấu xương ngửa mặt lên trời thét dài. Sát khí, sau đó vô cùng lan tràn ra. Có câu nói, người đều có sức có ranh giới cuối cùng, chỉ cần một khi là qua vậy cái ranh giới cuối cùng, có ít thứ, liền không biết dễ nói chuyện như vậy. T, cảm giác được Trần Phi trong lời nói lạnh như băng, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thần sắc cứng ngắc, bởi vì là, bọn họ thật cảm giác được Trần Phi là muốn ghét người. Giết Phi thống lĩnh. Nhưng vấn đề là, đây chính là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh à. Chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân trực hệ thủ hạ. Không, không lớn người, ta biết lỗi rồi, là ta có mắt không tròng, cầu ngài nhường cho qua ta một mạng đi. Vậy vì thống lĩnh cả người run rẩy lợi hại hơn, con người hiện ra kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Trần Phi nhưng không có động tĩnh, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vèo một tiếng, từng luồng màu đen cuồng phong, từ vậy trong không khí không có rễ vô duyên chui ra, ở đó kiếm trận ngọn lửa chăn lớn dưới, lại có thể trực tiếp đem cho khóa. Rồi sau đó bộc phát ra giống như là núi hoang tuyệt cốc ban đêm, lạnh sâu kín gió thổi thanh. Kiếm kia trận ngọn lửa chăn lớn phát ra chói tai hí. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi chợt rụt một cái, rồi sau đó liền gặp hắn mặt trầm như nước lẩm bẩm lên tiếng nói,
nhìn về một cái hướng khác tới trợ thủ. Hắn bây giờ vậy kiếm trận thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi như là Thương Khôn cùng với Lam Kình cộng lại, cũng đừng nghĩ ngăn lại, nhưng bây giờ. Cho nên nói, cái này người đến chẳng lẽ là. Cái này, đây là. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Từ màu đen kia phong chính giữa, bọn họ cảm thấy thật sâu khủng bố, và sợ. Như vậy đột biến cảnh tượng thật sự là có chút làm bọn họ tim cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó, vậy giống như là quỷ khóc giống vậy yếu ớt tiếng gió, bất quá lúc này mới mấy cái hô hấp bây giờ, cũng đã là hoàn toàn đem kiếm trận ngọn lửa chăn lớn áp chế đến hạ phong. Tất cả mọi người kinh hãi muốn chết nhìn một màn này, ánh mắt đều là không tự chủ được chiếu qua khu. Chỉ gặp ở đó trống trải trên đường phố, chẳng biết lúc nào, không ngờ có một vị ông già xuất hiện, tóc bạc mặt hồng hào, vóc người còng lưng, người mặc vào màu vàng nhạt bát quái trường bào, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười hòa ái. Tiểu hữu, ta thay hắn hướng người đạo cái không phải, thật xin lỗi, thả qua hắn đi. Sau đó liền gặp hắn cười nhìn về Trần Phi, hòa ái nói. Chúc lão, vậy vì thống lĩnh lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, sống sót sau tai nạn, nhìn người đến lộ ra cảm kích cùng vẻ cung kính. Lão kia người nhìn như tóc bạc mặt hồng hào, vóc người còng lưng, có thể hắn chống cây nạng nhàn nhạt hòa ái cười lợi cho Trần Phi trước mặt cái loại đó tư thái, nhưng cho người cảm giác vô hình kinh động tới. Tuy nhìn qua không có cái thế uy áp, nhưng mà ai đều tựa như có thể cảm giác đạt được. Vậy nguyên bản điên cuồng gào thét ở trong không khí kiếm trận ngọn lửa chăn lớn lúc này đang lấy một loại kinh người tốc độ yếu bớt, biến mất trước. Nhận ra được như vậy biến hóa, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều là nhận không dừng được chợt ra đầu nổ một chút, còn người có giúp lại, bởi vì là bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, lúc này vậy nhất định là có thể biết. Có thể làm Trần Phi như vậy kinh khủng kiếm trận chiêu thức, dễ dàng như vậy biến mất, sợ rằng, cũng chỉ có vậy chút cơ chân nhân cảnh tồn tại. Mới có tư cách làm được. Nói cách khác, lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người vậy nhìn như vóc người còng lưng ông già, hắn lại có thể, lại là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Mà đây câu trả lời cùng tình huống hiện thật chân thực tính, cũng là từ vậy vì thống lĩnh đầy mặt cung kính cùng cảm kích, được chứng thực. Chúc lão, hắn là ai, ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Này! Người nói hắn có giống hay không là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân bên người vị kia? T, thật đúng là lão nhân gia ông ta. Ta nghe nói lão nhân gia ông ta đi theo ở Nguyễn bên người Đại Nhân đã gần 40 năm, không người biết hắn họ gì, vậy không người gặp qua hắn ra tay. T, hắn lại có thể, lại là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Đám người thấy rõ lão giả kia mặt mũi, lúc này con người có giúp một cái, sắc mặt biến, có chút khiếp sợ thanh âm. Sau đó đột nhiên vang lên. Chúc lão, danh tự này có lẽ ở Thanh Long Câu Đông đảo tầng dưới chót tu sĩ trong lỗ tai có chút xa lạ, nhưng là... Danh tự này nếu là ở những cái kia cao cấp tu sĩ lỗ tai chính giữa, nhưng đều là như sấm bên tai. Bởi vì là lão nhân gia này cũng coi là một cái chân chính truyền kỳ. Đã từng, ở Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân còn không có hiện ở đây sao lợi hại thời điểm, cái này Thanh Long Câu. Trên thực tế cũng không phải là chỉ có một mình hắn chấp trường, một nhà độc quyền. Vào lúc đó hậu, trên thực tế còn có một vị khác trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả, là có thể, hơn nữa cũng đích xác đang cùng phân chia lễ chống lại, muốn tranh đoạt đến cái này Thanh Long Câu quyền sở hữu. Có thể ở sau đó, vị cường giả kia nhưng chết. Có người nói Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân làm, cũng có người nói là vị này nhìn như người vô hại, nụ cười hòa ái trúc lão làm. Nhưng bỏ mặc chuyện này kết quả là ai làm, có thể nếu có rất nhiều người đều nguyện ý đem khả năng này nằm vùng ở hắn trên đầu, cũng đủ để chứng minh, vị này nhìn như người vô hại, nụ cười hòa ái ông già, tuyệt không phải cái gì hạng người tầm thường. Vậy chính vì vậy, vị này trúc lão và vậy Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân ở nơi này Thanh Long Câu địa vị. Liền tựa như là một người là thực tế bên ngoài chính giữa vương giả, mà một cái khác, chính là vậy trong bóng tối truyền kỳ vậy. Coi như là Tư Mã Khôn, Đoan Mộc lão nhân các người, sợ rằng cũng không dám khinh thị hắn. Mà bây giờ, trong chốc lát, núp ở trong đám người, những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là không nhịn được thay đổi. Trở nên có chút sợ hãi, có chút chấn động, có chút khó tin. Thậm chí so với trước đó kính sợ vậy vì thống lĩnh, đều phải tới được càng thêm mãnh liệt, hơn nữa rõ ràng. Bởi vì là bọn họ cũng không ngốc.
cũng có thể kinh động đến Trúc lão như vậy cao cấp nhân vật ra mặt, cái này Trần Phi, vẫn có thể đơn giản đến nơi nào. Nói không chừng, hắn thật có khả năng là. Vậy nguyên bản bị Trần Phi đạp gần chết Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân hai người lúc này vậy dần dần bị đau tỉnh lại qua rồi, nhìn trước mắt một màn này, lại gặp lại Trúc lão như vậy nhân vật lớn đang cùng Trần Phi đối lập, không khỏi sắc mặt ngay tức thì tức cười ngưng động. Bọn họ run rẩy nhìn về Trần Phi, ánh mắt kia tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu là bọn họ sớm biết Trần Phi lại có thể có như vậy thực lực, liền Vi thống lĩnh cũng có thể nghiền ép, liền Trúc lão cũng có thể đưa ra, vậy coi như là lại cho bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy khẳng định tuyệt không dám ở Trần Phi trước mặt tự tìm cái chết và lỗ mãng à. Có thể cùng Trúc lão đại nhân vật như vậy đối lập chìa khóa mở ốc cổ tay, sợ rằng tối thiểu cũng phải Trúc cơ chân nhân cảnh chứ. Mà hai người bọn họ, cùng Trúc cơ chân nhân cảnh so với, nhằm nhò gì. Không chỉ là hai người bọn họ, coi như là vậy Vi thống lĩnh lúc này đều là nhận không ngừng run rẩy trước lau một cái chán, trên khuôn mặt không ngừng nghỉ mồ hôi lạnh mồ hôi hột. Thậm chí lúc này, ở hắn trong đầu, không ngừng phiên trào tâm trạng làm hắn đều có loại sắp bất tỉnh đi xung động. Không bởi vì là những thứ khác, liền bởi vì là mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì sắp tiêu à. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi nhìn như bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng mà hắn có lực lượng, nhưng lại có thể như vậy khủng bố. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ nói, cái này còn là vị nào từng ăn qua nào đó định nhan vĩnh chú bảo dược lão quái vật? Đây có như vậy mới nói xuôi được chứ? Nếu không, từ bình thường góc độ lên đường, một cái nhìn như ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi nhỏ tu sĩ trẻ tuổi, coi như là lợi hại hơn nữa, lại nghịch thiên, có thể đạt tới luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9 cũng chỉ ngày đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Đây quả thực làm hắn cảm giác hoang đường đến tột đỉnh. Mà đang ở cái này tất cả mọi người lúc này đều đắm chìm ở khó tả rung động chính giữa, vậy giữa không trung, 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí nơi ngưng tụ thành kiếm trận ngọn lửa chăn lớn, đã bị vậy giống như là quỷ khóc vậy hắc phong, cho lần áp đến sắp tan vỡ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong con ngươi hàn mang nhanh tránh, nhưng cuối cùng, vẫn đưa tay vung lên, đem kiếm kia trận ngọn lửa chăn lớn cho tản đi. Nếu chống lại bất quá, vậy thì đích xác không có cái gì dây dưa nữa cần thiết. Lão nhân ra thủ đoạn lợi hại, tiểu tử chịu phục. Tản đi kiếm trận ngọn lửa chăn lớn sau đó, Trần Phi nhìn đối phương, giơ tay lên một cái, bình thản nói. Chẳng qua là lời này ai nghe sợ rằng cũng có thể cảm giác đến bất mãn. Đánh nhỏ tới già, ha ha, ngược lại thật là cuồn cuộn không ngừng à. Nơi nào, bây giờ cũng không là thiên hạ người tuổi trẻ các ngươi. Ta bộ xương già này, thật đã lão lạc. Vậy Trúc lão dĩ nhiên vậy nghe được Trần Phi trong lời này bất mãn, hòa ái lắc đầu cười một tiếng, nhìn về vậy Vi thống lĩnh ánh mắt hơi có vẻ trước một ít trách cứ, còn không qua đây cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Vậy Vi thống lĩnh nghe vậy cả người giật mình một cái, ngắm nhìn còn cảm giác cả người tràn đầy sắc bén sát khí và kiếm khí Trần Phi, cũng là thông minh, vội vàng đi nhanh đến Trần Phi bên cạnh, một khom người tới đất, nói xin lỗi, vị đại nhân này, là ta trước có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, xúc phạm đắc tội ngài, là ta đáng chết. Mời ngài lại cho ta một lần cơ hội, bỏ qua cho ta lần này. Lấy hắn thân phận, hoặc là như bây giờ làm, thoạt nhìn là thật có chút mất thể diện và làm người ta kinh dị, nhưng mà, những thứ đó cùng mạng nhỏ so với lại coi là cái gì. Trần Phi lợi hại và quả quyết, hung ác, hắn trước nhưng mà đích thân cảm nhận được à. Mới vừa rồi, là thật muốn đem hắn giết. Sát khí kia là không gạt được. Được rồi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vốn là cũng chính là một người thích mềm không thích cứng, như vậy một làm, trong lòng hỏa khí thật ra thì cũng không có lớn như vậy. Lắc đầu một cái, vậy lười được tiếp tục nói nữa. Chẳng qua là ở bỏ qua cho cái này Vi thống lĩnh sau đó, hắn ánh mắt, nhưng lại ở theo bản năng hướng vậy đã tỉnh hồn lại Tư Mã Quân, cùng với Viên Phi Vân Viên Thiếu, nhìn tới. Trúc lão, cứu chúng ta, tiến lên đón Trần Phi vậy hơi lạnh run ánh mắt, vậy Tư Mã Quân, Viên Bay Nguyên hai người thiếu chút nữa bị sợ được nhảy cỡn lên, tim đập loạn, sắc mặt trắng bệch, hướng Trúc lão nhờ giúp đỡ nói. Hiển nhiên, lấy bọn họ thân phận, ngược lại cũng biết Trúc lão. Thấy tình cảnh này, vậy Trúc lão ánh mắt hơi nhanh tránh, cuối cùng vẫn là nhìn Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói tiểu hữu, hai người bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện mà,
nếu không, chuyện này cứ định như vậy đi. Dù sao ngươi cũng đã dạy bảo bọn họ đi. Có thể ta thật ra thì vậy cùng bọn họ không lớn bao nhiêu à. Nhưng mà Trần Phi nhìn hắn một cái, nhưng chỉ là bình thản, nhàn nhạt nói. Nghe vậy vậy Trúc lão sắc mặt rốt cuộc hơi thay đổi đứng lên. Đúng vậy, Trần Phi tuổi tác hãy cùng vậy Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân không lớn bao nhiêu. Cho nên người nọ nhỏ không hiểu chuyện mà, kể từ đâu. Căn bản không cách nào nói. Nghĩ đến đây, vậy Trúc lão chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng, nhàn nhạt nói cũng mặc kệ nói thế nào, có câu nói không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tư Mã Khôn cùng với Viên Thanh Viên đại sư bên kia, tổng vẫn là hơi cần cho chút mặt mũi chứ. Nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày, đối phương thái độ này cũng đích xác coi như là đang cùng hắn tốt dễ nói, hắn nếu là kiên trì nữa, chỉ sợ sẽ là có chút coi là được voi đòi tiên, không cần như vậy. Có thể ở thấy Trần Phi cái này trần chờ cùng do dự, vậy Viên Phi Vân Viên thiếu ánh mắt chớp mắt, còn lấy là Trần Phi là sợ, cái này không, lập tức liền lại bản tính nhảy ra ngoài. Ta nói cho ngươi, sau lưng ta nhưng mà Viên Thanh Viên đại sư. Còn có Quân thiếu, ra ra hắn nhưng mà Tư Mã Khôn Tư Mã đại nhân, ngươi là thứ gì, ở nơi này Thanh Long Câu cũng dám động chúng ta. Ngươi tin không tin chỉ cần hai chúng ta trở về cầu Viên Thanh Viên đại sư còn có Tư Mã Khôn đại nhân ra tay, CMN liền. Vậy Viên Phi Vân dẫu sao cho tới nay phách lối thói quen, chưa từng giống như là ngày hôm nay như vậy bị sửa chữa thảm như vậy, cho nên kia biệt được trong lòng khẩu khí kia. Ở thấy Trúc lão mở miệng là bọn họ, chỗ dựa, sau đó, hắn vậy bản tính, hắn vậy gan lập tức thì trở nên được mập đứng lên. Nhảy ra, chỉ Trần Phi chính là chửi mắng một trận và uy hiếp. Thấy tình cảnh này, vậy Tư Mã Quân Tư Mã đại thiếu cũng là một hồi, nhiệt huyết kích động. Giống như là cảm giác mình lại có thể ngạo mạn dậy rồi. Rồi sau đó liền gặp Kỳ Đồng dạng vậy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhảy ra, chỉ Trần Phi lỗ mũi chính là chửi mắng một trận. Không sai. CMN thật lấy là mình là thứ gì, ra ra ta ra tay một cái, nhất định có thể đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc, thi thể đều không còn lại, CMN lại còn dám trêu chọc ta Tư Mã Quân. Các người hai cái, im miệng, thấy tình cảnh này, vậy Trúc lão trực tiếp là sắc mặt âm trầm khiển trách. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình hiện ở ngoài sáng rõ ràng là giúp hai tiểu tử này tránh được một kiếp. Có thể cái này hai ngu xuẩn còn lại dám, uy phong lẫm lẫm, nhảy ra uy hiếp chửi mắng Trần Phi. Cái này mẹ hắn là có bệnh. Bất quá, hắn tiếng này quát, nhưng đã muộn. Lão nhân gia, ngươi vậy nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là. Trần Phi nhún vai một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi rồi sau đó chính là lướt qua một món nhàn nhạt lãnh ý. Rồi sau đó liền gặp hắn khoát tay. Vèo, vèo. Hai món nhanh như thiểm điện tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là từ hắn đầu ngón tay, giống như là trần trụi hồng vậy, chớp mắt phóng, kiếm khí mênh mông, ở đó mọi người kinh hoàng, có rút lại con người chính giữa, hướng Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người. Tiểu hữu ở, tiểu hữu hạ thủ lưu tình, vậy Trúc lão khoát tay, vốn là còn muốn ngăn một chút, nhưng sau đó hắn nhưng phát hiện thời cơ mấy trải qua, không ngăn được, chỉ có thể cười khổ lớn tiếng quát lên. Nếu là Trần Phi thật xuống tay tàn nhẫn, đem Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người cho làm thịt, hắn bên này cũng có chút lúng túng. Không tốt cùng Tư Mã Khôn cùng với Viên Thanh Viên đại sư giao phó. Lão nhân gia yên tâm đi, cái này hai người quá dơ bẩn, giết bọn họ, sợ dơ tay ta. Trần Phi lắc đầu khẽ cười cười. Cùng lúc đó, vậy tam dương chân hỏa kiếm khí ở Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người run rẩy cùng với sợ hãi ánh mắt chính giữa. Hung hăng đụng vào bọn họ trên mình. Bành một tiếng rên, hai người kia, bọn họ thân thể liền không dây dưa mới ngã xuống trên mặt đất. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Tê, cách đó không xa đám người vây xem không khỏi đồng loạt phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ngay trước Trúc lão mặt mà, cái này Trần Phi lại còn dám động thủ. Hơn nữa lần này, sợ rằng thật đúng là đem vậy Tư Mã Khôn. Viên Phi Vân hai cái cậu ấm đại thiếu làm cho thành trọng thương. Cái loại đó thương thế, sợ rằng không gần nửa năm thời gian, là đừng nghĩ có thể đầy đủ. Tiểu hữu ngươi, thấy tình cảnh này vậy Trúc lão con ngươi hơi híp, thật sâu nhìn Trần Phi mấy lần, hồi lâu sau mới gặp lắc đầu một cái, chậm rãi, nhàn nhạt nói tiểu hữu sau đó sợ là phải cẩn thận một chút. Thời đại bây giờ,
hắn Trúc lão danh tiếng tuy không hiện, nhưng nếu là ở mấy chục năm trước, sợ rằng còn không có mấy người tuổi trẻ dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, dám làm hắn mặt mà động thủ. Chẳng qua là bây giờ, Trần Phi trẻ tuổi như vậy tuổi tác, còn có như vậy thực lực, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Không phải hắn chuyện mình mà, hắn không cần phải như vậy mạnh mẽ vào, thượng cương lên mạng. Chẳng qua là, như bây giờ nháo một cái, chỉ sợ bọn họ cái này Thanh Long Câu, thì biết nếu không tiểu nhân động đất một phen. Không nói khác, chỉ là vậy Tư Mã Khôn, chính là nhất tỷ vết nào phải trả một cái. Khí lượng thật rất nhỏ. Đa tạ lão nhân ra ngươi nhắc nhở, tiểu tử ta sẽ nhớ ở trong lòng. Cáo từ, Trần Phi gật đầu cười một tiếng, xoay người không chút do dự rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy ở đám người chung quanh, rào rào, một tiếng nhanh chóng lui về phía sau, nhường ra một cái rời đi đường tới. Hiển nhiên, hiện nay Trần Phi ở trong lòng bọn họ địa vị, đây chính là đã lớn không giống nhau. Bất quá, thằng nhóc này, kết quả là người nào? Như thế tuổi còn trẻ, lại có thể thì đã có một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm giác hắn thật giống như vẫn còn ở luyện khí cảnh chứ. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Trúc lão con ngươi hơi híp, chân mày theo bản năng thật sâu nhíu lại. Hắn cảm giác rất bén nhạy, cảm giác được Trần Phi vẫn là luyện khí cảnh. Ngươi là cố ý, sau một hồi, mấy con phố ra trên đường, Trần Phi vừa đi, trong thức hải vậy trận kinh không đột nhiên nói như vậy nói. Cố ý, cái gì cố ý, Trần Phi nghe vậy hơi sững sờ. Trước kia chính là hai tên kia, người hẳn không cần thiết đem bọn họ tổn thương được nặng như vậy chứ. Làm như vậy, là muốn đem phía sau bọn họ người đưa ra. Trận kinh không nói. À, nguyên lai là cái này à. Trần Phi cái này bừng tỉnh hiểu ra, còn người lóe lên qua một món tinh mang, nói ta có cảm giác luyện khí tầng 8 cảnh giới cổ trai đã giãn ra. Nguyên bản ta là muốn đánh coi là cùng trở về sau đó, cầm vậy Vân Long Sơn làm đá mài đao, giúp ta đột phá. Bất quá bây giờ nếu có thể có những thứ khác dư thừa cơ hội, ta dĩ nhiên vậy không ngại. Ngươi lại phải đột phá. Trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm cổ quái. Ngạch, ồ, là vậy thương hội Thanh Long đến. Trần Phi dĩ nhiên biết trận kinh không là thanh âm gì cổ quái, lúng túng cười một tiếng, rồi sau đó liền phát hiện hắn chuyến này mục tiêu, tựa hồ đã đến. Chỉ gặp ở hắn trước mắt, vậy cách đó không xa Thanh Long Câu nhất khu vực trung ương. Bất ngờ tạo trước một tòa xa xỉ, hùng vĩ, kiến trúc to lớn. Chỉ là một xếp xếp nấc thang thì có mấy chục gần trăm, chiều rộng cũng có hơn trăm gạo, một đường nghiêng hướng lên, làm người ta cảm giác xem thế là đủ rồi. Vậy kiến trúc đang trên cửa phương to lớn trên tấm bảng, bất ngờ viết bốn cái nghèo sức lực có lực, thiết bút ngân câu chữ to. Thương hội Thanh Long. Địa phương nhìn như không tệ, hy vọng mới có thể có thứ ta mong muốn đi. Trần Phi nhìn vậy xa xỉ, hùng vĩ, kiến trúc to lớn, híp mắt cười một tiếng, rồi sau đó liền theo nấc thang tiến vào thương hội Thanh Long chính giữa. Vừa vào cửa, thì có một vị người mặc vào thướt tha túi mông cổ điển quần dài thị nữ mặt nở nụ cười hướng Trần Phi đi tới, giọng ngọt ngào nói, tôn kính quý khách ngài khỏe, ta là cái này thương hội Thanh Long bán hàng nhân viên phục vụ, ngài có thể kêu ta Thải Điệp, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Ta cần một ít luyện đan vật liệu. Không biết các người thương hội Thanh Long có thể cung cấp cho ta sao? Trần Phi cười nói. Luyện đan vật liệu, chẳng lẽ ngài là một vị tôn quý luyện đan sư? Tên kia là Thải Điệp thương hội Thanh Long bán hàng nhân viên phục vụ mắt đẹp khiếp sợ rung rung một chút, cái này mới phản ứng được. Xin lỗi, tôn kính quý khách, là ta lắm mồm. Chúng ta thương hội Thanh Long là cái này Thanh Long Câu, thậm chí còn toàn bộ ưng giản hạp khổng lồ nhất thương hội tổ chức. Cho nên, nhất định sẽ có thứ ngài muốn. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy Thải Điệp nhiệt tình lại kích động vừa nói. Luyện đan vật liệu, gần đây đều là giá trị không rẻ, mà nếu là khoản làm ăn này có thể thành công mà nói, nàng nhưng mà vẫn có thể từ trong đó đạt được tiền huê hồng. Có thể không cao hứng sao? Tốt lắm, giấy và bút cho ta, ta đem thứ ta mong muốn cho ngươi viết ra. Trần Phi lập tức gật một cái nói. Phải. Tôn kính quý khách xin ngài chờ một chút, vậy Thải Điệp đi đem giấy và bút cầm tới. Trần Phi nhận lấy giấy và bút, ở phía trên sách viết. Một lát sau, làm tờ giấy kia phía trên viết đầy các loại không giống nhau luyện đan vật liệu chữ viết sau đó, Trần Phi mới đưa bút vừa thu lại, bỏ vào bên cạnh, đem tờ giấy kia đưa cho Thải Điệp. Chính là những thứ này,
người giúp ta xem một chút đi, có hay không? Trần Phi nói, tê, những thứ này là, vậy Thải Điệp gật đầu một cái, mới vừa đem vậy viết đầy chữ tờ giấy tiếp tới trong tay, nhìn một cái, vậy cái miệng nhỏ nhắn, liền không nhịn được giật mình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải nói nàng không nhận biết trên giấy mặt những cái kia luyện đan vật liệu, mà chính là bởi vì là nàng biết, cho nên bây giờ lúc này nàng mới không nhịn được cảm thấy giật mình. Khách, quý khách, ngài chắc chắn ngươi là cần muốn mua những thứ này luyện đan vật liệu. Vậy Thải Điệp mặt đầy ngây ngẩn nhìn Trần Phi, có chút lắp bắp nói. Nhìn ra được, nàng lúc này là thật có chút bị giật mình. Là bởi vì là, Trần Phi viết những cái kia luyện đan vật liệu, cũng quá mức chân quý. Cơ hồ mỗi một bụi đều là giá trị không rẻ, giá cả kinh người. Dĩ nhiên, ta chắc chắn, ta không viết sai. Các người thương hội Thanh Long có những thứ này luyện đan vật liệu sao? Trần Phi gật đầu một cái, nói. Hắn chuẩn bị luyện chế loại đan dược này, tên là Thanh Linh Bảo Dịch, thuộc về cấp 4 hạ phẩm đan dược. Mà đây loại bảo dịch cần luyện đan vật liệu cơ hồ đều là cấp 3 cấp 4, chỉ cần vậy bán hàng nhân viên phục vụ biết, sẽ giật mình tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Vậy, cái đó, tôn quý quý khách xin ngài chờ một chút, ta đi mời chúng ta chủ quản đi ra. Thị nữ kia Thải Điệp nói chuyện càng thêm lắp bắp, loại này làm ăn, rất hiển nhiên nàng quyền hạn đã không đủ. Có liên quan với đan dược cùng với luyện đan vật liệu cái này một loạt, cơ bản cũng coi là lời cao, hồi báo cao làm ăn. Ví dụ như tập 3, 4 luyện đan vật liệu loại này, nếu là đơn này làm ăn một khi có thể nói thành công, coi như là bọn họ thương hội Thanh Long, vậy nhất định sẽ kiếm được không thiếu. Mà loại trình độ đó nói, hiển nhiên thì đã không phải nàng loại này bán hàng nhân viên phục vụ có thể toàn quyền xử lý. Bởi vì nàng không đủ tư cách. Trần Phi gật đầu một cái. Thị nữ kia Thải Điệp lập tức chạy chậm hướng thương hội bên trong chạy đi. Một lát sau, liền gặp nàng đi theo một vị nhìn qua có chừng hơn 40 tuổi nam tử phía sau, trở về. Bất quá lúc này trên mặt nàng thần sắc nhưng có chút kinh hoàng, và không biết cái gọi là. Thằng nhóc, cái này giấy phía trên luyện đan vật liệu là ngươi viết. Người đàn ông trung niên kia dùng một loại nhìn kỹ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Phi. Hắn đã từ thị nữ Thải Điệp nào biết liền Trần Phi yêu cầu. Nhưng mà, ở hắn xem ra, thằng nhóc này nhất định là tới quấy rối. Trước không nói nhiều như vậy chân quý luyện đan vật liệu, hắn mua được có ích lợi gì, liền nói nhiều như vậy chân quý luyện đan vật liệu, chung vào một chỗ, hắn giá trị và giá tiền là có kinh người dường nào, hắn mua được sao? Thật là ẩu tả, lại dám tới bọn họ thương hội Thanh Long gây chuyện mà, tìm không chết được. Trần Phi nhướng mày một cái, nói, là do ta viết. Có vấn đề. Ngươi còn dám hỏi ta có vấn đề. Hừ, nam kia tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi cười lớn khinh miệt khinh bỉ nói, ngươi có biết hay không những thứ này tập 3, 4 luyện đan vật liệu chung vào một chỗ, cần muốn bấy nhiêu linh thạch mới có thể mua được. Nhiều ít, Trần Phi chân mày nhíu sâu hơn. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi. Ngươi cái này trên giấy mặt viết luyện đan vật liệu, chung vào một chỗ, tối thiểu đều cần 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Mới có thể mua được. Nam kia tử hừ lạnh một tiếng, nói. 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trần Phi chân mày hơn nữa sâu nhíu lại. Một là bởi vì là đối phương thái độ này, thứ hai là bởi vì là trong tay hắn bây giờ, thật giống như đích xác không có lớn như vậy một khoản hạ phẩm linh thạch. Bây giờ biết đắt, nhanh lên cút, chúng ta thương hội Thanh Long cũng không phải là ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu quấy rối địa phương. Có nghe thấy không, người trung niên kia gặp được Trần Phi trên mặt thần sắc, không khỏi gương mặt diễn cảm hơn nữa khinh miệt, trực tiếp phất tay đuổi người. Người nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, Trần Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn người nọ một cái, lạnh lùng nói. Khách khí một chút, không có tiền chính là không có tiền, trang cái gì có thể chịu đựng. Người đàn ông trung niên kia khinh bỉ, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, cười to nói, người nếu có thể cầm đi ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Ta liền đem cái ghế kia ăn tiếp. Hắn chỉ bên trên một cái ghế. Phải không? Trần Phi trên mặt vốn là có chút tràn vào đổi với âm trầm, bất quá bây giờ, làm hắn nghe được đối phương nói, cũng không do nhỏ mỉm cười, nhìn đối với mới chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy là tốt. Đã như vậy mà nói, không thỏa mãn người nguyện vọng này, vậy ta há chẳng phải là có chút quá bất cận nhân tình. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Người đàn ông trung niên kia cũng không tức giận, lạnh lùng nói.
chủ quản, ở sau lưng hắn, thị nữ kia Thải Điệp thận trọng muốn mở miệng nói gì, nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị người đàn ông trung niên kia cho không nhịn được giày ở. Im miệng, đây có người chỗ nói chuyện, người đàn ông trung niên kia mặt đầy lạnh lùng nói như vậy nói. Nhất thời làm thị nữ Thải Điệp cả người run lên, không dám nhiều lời nữa. Nàng dĩ nhiên rất rõ ràng, nếu là đắc tội bọn họ thương hội Thanh Long trưởng quỹ, vậy nàng sau này, có thể thì thật xong rồi. Hừ, thấy tình cảnh này, người đàn ông trung niên kia lúc này mới thần sắc ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Chợt, lại gặp hắn hướng cách đó không xa phất phất tay, lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, cũng tới đây, cho ta đem tên quỷ nghèo này đuổi ra ngoài. Ta không muốn sẽ ở chúng ta thương hội trông thấy hắn. Trướng mắt. Nghe vậy thì nữ kia Thải Điệp mặc dù mắt đẹp ánh mắt run rẩy, nhưng lại vẫn là không có dám nói thêm gì nữa. Ở bọn họ thương hội Thanh Long, chủ quản quyền hạn cũng không thấp. Hai người mặc trước tinh đồng khôi giáp người đàn ông vạm vỡ đi lên, khôi giáp áo ba lỗ phía sau viết to lớn một cái, vệ chữ. Cả người tản ra khí tức cường đại, ánh mắt tàn bạo. Chỉ gặp bọn họ một trái một phải cười lạnh hướng Trần Phi vây lại, một người trong đó cười lạnh khinh miệt nói. Vị khách này, không nghe được chúng ta chủ quản đại nhân nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó trên mặt thần sắc thì đã đổi được lạnh lùng, vậy không nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, lời giống vậy ta chỉ nói một lần. Cút xa một chút, ngươi nói gì, tìm chết chó má, vậy một người nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên một nghiêm túc, bàn tay phải đưa ra, hiện đầy xoắn ốc mạnh mẽ linh quang, hướng Trần Phi bả vai bắt đi. Đây là phải đem Trần Phi một cái tay trực tiếp phế bỏ. Tìm chết đồ. Thấy tình cảnh này Trần Phi ánh mắt cũng là bỗng nhiên một nghiêm túc, kiếm khí trong cơ thể lay động, một cổ uy thế kinh khủng liền trực tiếp giống như là kích động sóng trùng kích vậy, nhanh mạnh như sấm, tàn nhẫn đụng vào người xuất thủ kia trên mình. Phịch một tiếng vang thật lớn. Người xuất thủ kia cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên người tinh đồng khôi giáp bị kiếm khí xé, hóa là mảnh vỡ, trong miệng trào máu, nhuộm đầy đất. Đến cuối cùng trùng trùng rơi tại đại điện bên trong nào đó bên trên vách tường. Lại là phanh một tiếng, vách tường kia cũng thiếu chút nữa mau sụp, vết nứt sắc 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 xuất hiện, cấm chế ánh sáng kịch liệt lóe lên, thiếu chút nữa bị phá hư. Như vậy một màn làm người ta giật mình vô cùng. T. Thấy tình cảnh này, trong đại điện những thứ khác nguyên bản vô tình hay cố ý nhìn náo nhiệt tất cả mọi người sửng sốt một cái. Rồi sau đó đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn Trần Phi bình thản hình bóng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này lại dám ở thương hội Thanh Long trong đại điện gây chuyện động thủ, lá gan này, là bao lớn. Không muốn sống. Ngươi lại dám ở chúng ta thương hội Thanh Long gây chuyện. Người trung niên kia trước cũng là cả kinh, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Bất quá sau đó, liền gặp hắn kịp phản ứng, giận không kềm được chấn động giận lên. Chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói. Ai dám ở bọn họ thương hội Thanh Long gây chuyện? Cái này hắn ma không phải tự tìm cái chết. Chuyện gì xảy ra? Một đạo tràn đầy âm lãnh cùng thanh âm lạnh lùng do vậy thương hội ngoài cửa lớn truyền tới. Sát theo, liền thấy một vị sắc mặt kiêu căng người trung niên, ước chừng 40-50 tuổi, rất nhiều người vây quanh dưới, đi vào. Viên Kiệt Đại Sư, ngài trở về, vừa thấy được người đến xuất hiện. Người trung niên kia trưởng quỹ lập tức mang trên mặt hiến mị cùng lấy lòng, nghênh đón, nhiệt tình nói. Chuyện gì xảy ra, có người ở chúng ta thương hội Thanh Long, gây chuyện. Vậy bị thành là, Viên Kiệt Đại Sư, sắc mặt kiêu căng người trung niên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bên góc tường duyên tinh đồng hộ vệ, chân mày nhíu, lạnh như băng hỏi. Là thằng nhóc này lại dám ở chúng ta thương hội Thanh Long gây chuyện. Mới vừa rồi ta chỉ là muốn để cho người đem hắn đuổi ra, ai biết, hắn lại còn dám đánh lại, thật là vô cùng gan dạ. Người trung niên kia chủ quản nghe vậy lập tức giống như là tìm được cái gì núi dựa, chỉ Trần Phi lỗ mũi tránh nặng tìm nhẹ, thêm dầu thêm mỡ âm lãnh tức giận đến. Vừa nghe nói như vậy, vậy sắc mặt kiêu căng người trung niên Viên Kiệt Đại Sư, cùng với sau lưng hắn mọi người, đều là sắc mặt băng hàn đứng lên. Từng cái ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi. Phải biết bọn họ thương hội Thanh Long, đây chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân sản nghiệp, ở nơi này Thanh Long câu, ai dám ở bọn họ cái này gây chuyện hả? Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi, lá gan rất lớn. Ngay sau đó ngay tức thì, trong bọn họ một người liền sắc mặt lãnh ngạo đạp đi ra,
nhìn Trần Phi, trên cao nhìn xuống, dùng một loại tràn đầy thẩm phán cùng sát khí lời nói, nhìn chằm chằm hắn, nói. Vậy thì như thế nào? Các người thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, chẳng lẽ các người chính là như vậy làm ăn? Trần Phi nhìn hắn một cái, con ngươi lóe lên hàn mang, nhàn nhạt nói. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, người nọ lập tức uy nghiêm mắng. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi, uy nghiêm nói, ở chúng ta thương hội Thanh Long gây chuyện, người cũng coi là đầu óc so trời còn lớn hơn. Bất quá, ngày hôm nay có viên kiệt viên đại sư ở nơi này, không thích hợp xảy ra án mạng, liền cho ngươi một cái cơ hội. Người kia nói đến cái này hơi dừng lại một chút, rồi sau đó, nhìn Trần Phi dùng một loại giọng ra lệnh mở miệng ra lệnh, ngươi, bây giờ đem ngươi hai cái tay chém. Sau đó sẽ từ nơi này thương hội Thanh Long chính giữa cút ra đây, ngày hôm nay chuyện này, ta liền có thể đại phát từ bi, không nhắc chuyện cũ, nếu không, ha ha. Oanh! Người nọ một bên cười lạnh, một bên từ trong cơ thể hắn hiện ra một cổ hết sức đáng sợ hơi thở. T, lại là cao thủ luyện khí tầng 9. Không ít người sắc mặt bỗng nhiên, có chút sắc mặt trắng bệch. Coi như là ở bọn họ Thanh Long Câu, cao thủ luyện khí tầng 9 có thể cũng không phải tiện nghi gì hàng, tùy ý đều có, mà là rất lợi hại rất hiếm thấy. Người bình thường căn bản là không chọc nổi, cũng không dám chọc. Ha ha, lại dám ở chúng ta thương hội Thanh Long gây chuyện, ta xem ngươi lần này chạy thế nào. Viên kiệt viên đại sư người bên người vật, đó cũng đều là không giống bình thường nhân vật lợi hại. Người trung niên kia trưởng quý khóe miệng nổi lên vẻ chế giễu lạnh lùng nụ cười. Hắn là ai? Hắn nhưng mà bọn họ thương hội Thanh Long danh chánh ngôn thuận chủ quản, bị phía trên trọng dụng. Cho nên đừng nói là viên kiệt viên đại sư không có thấy hắn là lấy cái dạng gì một loại thái độ đối đãi khách nhân, coi như là thấy, vậy nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đứng ở hắn bên này. Hắn cùng Trần Phi so sánh, đối với thương hội Thanh Long mà nói cái nào nặng nhẹ căn bản không cần nhiều lời. Những thứ này đi theo ở viên kiệt viên đại sư bên cạnh cường giả là người nào? Vậy cũng từng cái một đều là lão gia, cho nên, bọn họ căn bản là không có cần thiết, cũng sẽ không đi hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cần biết, bây giờ có người lại dám ở bọn họ thương hội Thanh Long gây chuyện. Đây quả thực vô cùng gan dạ, thập ác không tha, không đem giết chết, sao được. Chư vị, thằng nhóc này lại dám ở thương hội Thanh Long gây chuyện, thậm chí còn dám động thủ tổn thương người, đây quả thực thập ác không tha, định không thể lưu lại. Rồi sau đó lại gặp hắn cười lạnh quạt gió thổi lửa, thêm dầu thêm mỡ, nói. Nghe được cái này, Trần Phi trong con ngươi mặt có loại nhàn nhạt hàn mang lóe lên. Đúng, cái này thương hội Thanh Long là địa phương nào? Há lại là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể ở nơi này dương oai? Thật là không tự lượng sức, người như vậy, định muốn giết. Viên kiệt đại sư ngài nói là chứ. Ngoài ra có người nghĩa tránh ngôn từ, hiến mị nói. Giết. Dĩ nhiên muốn giết. Những thứ khác đi theo ở đó viên kiệt viên đại sư bên người người theo đuổi cũng lập tức chen lấn ngươi một lời ta một lời đứng lên. Ở trong mắt bọn họ, lúc này phảng phất là đã xử Trần Phi tội chết. Hơn nữa, Trần Phi ở trong mắt bọn họ vậy tựa hồ đã trở thành vật trong túi, cho nên, muốn biết xoa nặn liền làm sao xoa nặn. Nghĩ thế nào giết, liền giết thế nào. Có thể nhưng vào lúc này, vậy chúng tinh phủng nguyệt trung tâm. Vậy được gọi chi là, viên kiệt viên đại sư, sắc mặt kiêu căng người trung niên, nhưng ở trao mày chăm chú nhìn Trần Phi. Một lát sau, có một cổ tên là oán độc và vặn vẹo giận dữ tâm trạng, liền ở hắn trong ánh mắt bạo xạ liền đi ra. Nguyên lai là ngươi, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Hắn là vì hắn chuyện của con chạy về, lại ở chỗ này trước, hắn cũng đã gặp được hung thủ hình ảnh. Nguyên lai là ta, ngươi biết ta. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, nhìn người nọ nhàn nhạt nói. Nhờ có các hạ ra tay không lưu tình, nhi tử ta hắn, chỉ sợ là muốn nằm trên giường nửa năm. Vậy được gọi là viên kiệt viên đại sư sắc mặt kiêu căng người trung niên nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói. Tràn đầy oán độc. Không sai, người này không phải người khác, chính là vậy viên phi vân viên thiếu lão thân phụ. Viên thanh viên đại sư hôm nay coi trọng nhất đệ tử quan môn, luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, viên kiệt. T, viên kiệt viên đại sư hắn đang nói gì? Hắn nói hắn nhi tử bị đối phương đánh tới muốn ở trên giường tu dưỡng nửa năm. T, cái này, điều này sao có thể? Đợi một chút, ta thật giống như biết chuyện này. Trước có người nói, ngay tại nửa giờ trước,
có người đem Tư Mã Quân còn có Viên Phi Vân đánh gần chết. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, nghe nói vậy vì thống lĩnh thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Vẫn là Trúc lão tự mình hiện thân, mới đưa hắn mạng nhỏ mà giữ được. T, thiệt hay giả, vì thống lĩnh thiếu chút nữa bị hắn giết. Lấy vì thống lĩnh thực lực, đây chẳng phải là. Còn có vậy Trúc lão, là ai? Liền Trúc lão người cũng không biết, chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn bên người đại nhân vị kia. Nguyên lai là hắn. Viên Kiệt cùng Trần Phi cái này ba nói đôi câu mấy câu nói, trực tiếp là đem tại chỗ tim của mọi người nhảy cũng thiếu chút nữa cho rung động đến dừng lại. Không có biện pháp, Tư Mã Quân là ai? Viên Phi Vân là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long câu nói một chút tên chữ, liền không người không biết không người không hiểu cậu ấm đại thiếu, bối cảnh cường hãn đến ngoại hạng. Nhưng bây giờ, cái này hai vị đại thiếu lại có thể bị người sửa chữa đến muốn ở trên giường tu dưỡng nửa năm. Trước như thế nào làm bọn họ không kinh hãi, không rung động. Hơn nữa, điểm chính là, cái này bây giờ cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là liền liền vi thống lĩnh cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay đối phương. Vi thống lĩnh là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh, bàn về sức chiến đấu, sợ rằng cơ hồ đã luyện khí cảnh vô địch, mà bây giờ, hắn nhưng thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, đây chẳng phải là nói. Nhất thời, mọi người tại đây lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng kinh dị. Thậm chí, người trung niên kia trưởng quỹ cùng với chiếc ầm ĩ đông đảo người theo đuổi, lúc này đều giống như là bị kẹp lại cổ gà như nhau, ngay tức thì yên. Mặt đầy run rẩy, thần sắc tái nhợt sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản ở trong mắt bọn họ chẳng qua là chỉ có thể lấy tùy tiện khi dễ con cừu nhỏ, bây giờ nhưng lại có thể lắc mình một cái, thành nước lũ và mãnh thú. Loại cảm giác đó, trong lòng bọn họ mặt ngay tức thì điệt đáng phập phồng, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ cảm thấy cả người cũng đang phát run. À, ta hướng dẫn ngươi là ai? Ngươi nhi tử vậy coi là vận khí tốt, gặp được ta, nếu không, liền không chỉ là nằm nửa năm như thế buông lỏng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi rốt cuộc biết đối phương là ai, cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là không nhịn được ra đầu một nổ. Cũng đem Viên Kiệt Viên đại sư nhi tử đánh, bây giờ lại còn dám như vậy ung dung nói chuyện, cái này hắn ma. Thật đúng là không sợ Viên Kiệt Viên đại sư nổi cáu. Ta cảm thấy thế nào? Quả nhiên, nghe vậy vậy Viên Kiệt Viên đại sư con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó chính là có một cổ vẻ oán độc thật sâu lưu lộ ra. Nói như vậy mà nói, ta có phải hay không hẳn còn nói, người đánh nhi tử ta, đánh thật hay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Dù sao ta là cảm thấy đánh được rất tốt, Trần Phi bình thản nhếch mép. Ngươi, vậy Viên Kiệt Viên đại sư hai tròng mắt đỏ bừng, giống như là sắp phun ra ngoài ngọn lửa. Lấy hắn thân phận, chưa từng như vậy bực bội qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chân thực không có biện pháp, Trần Phi thực lực quá ngoại hạng, liền Trúc lão đều kinh động. Hắn Viên Kiệt coi như là đan đạo cảnh giới cao hơn nữa, kỹ thuật luyện đan ngạo mạn đi nữa, vậy vẫn là bên người không có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh là hắn chỗ dựa à. Đoạn chủ quản, vị đại nhân này muốn ở chúng ta thương hội Thanh Long mua cái gì? Bất quá sau đó, liền gặp hắn con mắt một chuyển, nhìn về vậy một bên đã có chút dáng vẻ run rẩy người trung niên trưởng quỹ, lạnh lùng nói. Bẩm Viên Kiệt đại sư, cái này, vị đại nhân này hắn muốn ở chúng ta thương hội mua một ít chân quý luyện đan vật liệu. Người trung niên kia trưởng quỹ, họ Đoàn, lúc này dáng vẻ run rẩy lắp bắp nói. Chân quý luyện đan vật liệu, cầm ta xem là cái gì. Nghe vậy vậy Viên Kiệt Viên đại sư trong con ngươi tinh mang chớp mắt, vội vàng mở miệng nói. Viên Kiệt Viên đại sư, ngài mời xem. Vậy họ Đoạn chủ quản đem Trần Phi viết trên giấy luyện đan vật liệu đưa cho Viên Kiệt xem. Đây là, vừa thấy được vậy giấy trên đó viết rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Vậy Viên Kiệt Viên đại sư con ngươi, liền không khỏi kinh dị cùng âm lãnh híp lại. Làm một tên luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, Trần Phi nơi viết ra những cái kia tập 3, 4 luyện đan vật liệu, hắn làm sao có thể không nhận biết. Rồi sau đó, liền gặp trong con ngươi lóe lên một món oán độc âm hiểm vẻ, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, mặc dù ta không biết phải làm thế nào gọi ngươi, bất quá, ngươi bây giờ có thể mời hồi. Mời trở về, Trần Phi nhướng mày một cái. Nhìn vậy Viên Kiệt thản nhiên nói, chẳng lẽ nói,
các người cái này thương hội Thanh Long cũng không có ta mong muốn những cái kia luyện đan vật liệu. Hắn bị thương, chính là thức hải tổn thương, không cho trì hoãn, nếu không, hắn đã sớm trở mặt đi. Còn đứng ở cái này ma ma tức tức làm gì? Chưa, không, không, không. Chúng ta thương hội Thanh Long chính là cái này Thanh Long câu, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp lớn nhất thương hội. Người tờ giấy này phía trên luyện đan vật liệu mặc dù chân quý, giá trị liên thành, nhưng là, chúng ta thương hội Thanh Long khẳng định cũng có. Có thể vậy Viên Kiệt nghe vậy nhưng là khinh miệt lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Đó chính là không bán. Đến lúc này Trần Phi cuối cùng nghe hiểu đối phương là ý gì. Còn người hít một cái, liền gặp hắn lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không bán, vậy Viên Kiệt không chút do dự ngữ khí kiên định mở miệng. Nhìn Trần Phi khinh miệt cười nói, những thứ này luyện đan vật liệu chân quý bực nào, làm một tên luyện đan sư, ta nhưng không thể để cho người không hiểu nó, tùy tiện làm nhục nó. Người đi nhanh đi, chúng ta thương hội Thanh Long không hoan nghênh ngươi. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ mặt hận không được đem Trần Phi ngàn đao lăng trì, xương đánh nát, nhưng mà, Trần Phi vậy một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu kinh khủng, nhưng chỉ có thể làm hắn nhìn mà sợ. Đánh rụng răng cũng chỉ có thể đi trong bụng nuốt. Bất quá, hắn mặc dù không có thể giết Trần Phi, nhưng là, hắn bây giờ lại có thể chán ghét một chút Trần Phi, không bán đồ cho hắn. Cứ như vậy mà nói, lại chưa chắc không phải một loại đối với vậy chó má loại khác làm nhục. Mà lấy hắn thân phận, coi như là không đem đồ bán cho đối phương, làm nhục Trần Phi, lại có thể như thế nào? Hắn cũng không tin Trần Phi dám hướng hắn Viên Kiệt động thủ. Muốn thật là nói như vậy, sư phụ hắn, Viên Thanh Viên Đại Sư, cũng không phải là cái gì ăn chay. Người không hiểu nó, chẳng qua là nghe vậy, Trần Phi nhưng có chút giận dữ ngược lại cười. Nhìn vậy một mặt âm hiểm Viên Kiệt, nhàn nhạt nói, ngươi là thứ gì, cũng dám vọng tự bình luận ta không biết luyện đan. Ngươi có như vậy tư cách sao? Ngươi nói gì, vậy Viên Kiệt nhất thời ánh mắt một đỏ, thiếu chút nữa sắp phun ra lửa. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ nói ra như vậy, tới đối với hắn. Ta không có tư cách, vậy Viên Kiệt mặt đầy dữ tợn cùng oán độc nhìn Trần Phi, một mặt vặn vẹo và châm chọc nói, chỉ chính hắn. Ta, Viên Kiệt, luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, vẫn là Viên Thanh Viên Đại Sư hiện nay đệ tử quan môn. Ngươi nói ta không có tư cách, vậy Viên Kiệt càng nói càng là kiêu ngạo, càng nói càng là sức. Sau đó liền gặp hắn hung hăng vỗ một cái ngực mình, khinh miệt, cười lạnh nhìn Trần Phi, phất phất tay, giống như là đuổi con ruồi vậy làm nhục nói, được rồi. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói thêm cái gì, dù sao chúng ta thương hội Thanh Long tuyệt sẽ không. Viên Kiệt, chuyện gì xảy ra? Cái này cãi nhau đang làm gì? Một giọng già nua có chút bất mãn từ vậy thương hội ngoài cửa lớn truyền vào. Nhất thời, vậy Viên Kiệt thanh âm lập tức giống như là cắm ở trong cổ họng mặt. Sắc mặt kinh dị cùng khó xem. T, là Viên Đại Sư tới. Viên Thanh Viên Đại Sư, có người kinh hô. Cùng lúc đó, từ vậy thương hội ngoài cửa lớn có đoàn người chậm rãi đi vào. Người cầm đầu, là một vị nhìn như có chút hói đầu da đen ông già, hắn lúc này tròng mắt đang nhíu, ánh mắt quét nhìn trong đại điện. Không chỉ có như vậy, ở hắn bên người còn có một vị khác chống cây nạng tóc bạc mặt hồng hào ông già. Người này không phải người khác, chính là trước ra tay ngăn cản qua Trần Phi Trúc lão. Ồ, là ngươi, hắn vừa tiến đến giống như là phát hiện Trần Phi tồn tại, nhướng mày một cái, có chút hơi kinh dị mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn là có chút không nghĩ tới, Trần Phi lại còn ở nơi này Thanh Long câu không đi. Chẳng lẽ, hắn là thật không sợ có người tìm hắn trả thù. Sư phụ, Trúc lão, thấy hai người kia đi tới, coi như là trước đây kiêu căng vô cùng Viên Kiệt lúc này vậy đàng hoàng. Liền vội vàng tiến lên đi thi lễ. Viên đại sư, Trúc lão, những người khác lại là đồng loạt cung kính lên tiếng nói. Viên Kiệt, chuyện gì xảy ra? Lão Trúc, thằng nhóc kia, người biết hắn. Vậy có chút hói đầu da đen ông già cao mày nhìn lướt qua mình đệ tử quan môn, lại hướng bên cạnh Trúc lão hỏi. Hiển nhiên. Trúc lão tiếng kia nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu líu díu, hắn là nghe được trong lỗ tai. Ừ, trước kia chính là ta và ngươi nói cái thằng nhóc đó. Trúc lão gật đầu một cái, mở miệng nói. Cái gì, là hắn, còn thật là có chút trẻ tuổi à. Nghe vậy vậy Viên Thanh Viên Đại Sư chố mắt nhìn, nhìn Trần Phi, có chút hơi kinh dị tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn tầm mắt,
Trần Phi trẻ tuổi trình độ, vậy vẫn là làm hắn hơi có chút kinh dị cùng giật mình. Đây không khỏi, có chút quá trẻ tuổi một chút đi. Thằng nhóc này thật có một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu. Sư phụ, là như vậy, hắn ở chúng ta thương hội bên trong quấy rối. Thấy sư phụ mình vài ba lời ở giữa, thì biết vậy Trần Phi lai lịch, vậy Viên Kiệt không khỏi trong lòng rét một cái, nhưng vẫn là cố tự chấn định, kẻ ác cáo trạng trước. Quấy rối, vậy Viên Thanh Viên đại sư cau mày nhìn về Trần Phi. Quấy rối, tiến lên đón ánh mắt của đối phương, Trần Phi lạnh cười, hỏi, Viên đại sư đúng không, ta muốn hỏi, các người cái này thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, có phải hay không có ít thứ nói muốn bán chỉ bán, muốn không bán thì không bán. Nếu là như vậy, ta bây giờ lập tức nói xin lỗi, quay đầu rời đi, không nói nhiều bất kỳ một câu nói nhảm. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, vật có thể bán, nhất định bán. Nếu không nói chuyện gì làm ăn, vậy Viên Thanh Viên đại sư lập tức lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, hướng một bên họ Đoạn chủ quản lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao vị tiểu hữu này nói ta thương hội Thanh Long có ít thứ không thể bán? Mở toang ra cửa làm ăn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là uy tín. Nếu như liền uy tín cũng không có, bất kỳ đồ muốn bán chỉ bán, muốn không bán chỉ bán, vậy bọn họ thương hội Thanh Long còn có cái gì uy tín có thể nói? Còn có cái gì tiếng đồn có thể nói? Đến lúc đó, như vậy nói bóng nói gió một khi tỏa thực, sẽ đối với bọn họ thương hội làm ăn mang đến biết bao to lớn đánh vào. Chỉ cần không phải đầu óc có cái hố ngu xuẩn, khẳng định tất nhiên biết. Nhưng là bây giờ cái này. Ta, trưởng quỹ kia họ Đoạn ấp úng, sắc mặt trắng bệch, bây giờ hắn nào dám nói gì. Thậm chí liền mở mắt nói mò sức cũng không có. Ha ha, vẫn là ta lại nói đi. Thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, đưa tay một cái, lại có thể trực tiếp là đem Viên Kiệt trong tay tờ giấy cho nhiếp liền trở về, ném cho sắc mặt kia không đẹp mắt Viên Thanh Viên đại sư, lạnh lùng nói. Ta đến các người cái này thương hội Thanh Long mua đồ, bọn họ một cái nói ta không mua nổi, một cái nói ta không tư cách mua. Được rồi, cái này phải chính là các người thương hội Thanh Long quy củ, ta không lời có thể nói. Đây là... Vậy Viên Thanh Viên đại sư nhận lấy tờ giấy kia nhìn lướt qua, nhất thời ánh mắt cả kinh. Bởi vì là hắn hiển nhiên không nghĩ tới tờ giấy này phía trên hàng hóa, lại là liền hắn tầng thứ này luyện đan sư, cũng không thường xuyên dùng đến cấp 3 cấp 4 chân quý luyện đan vật liệu. Thằng nhóc này mua những thứ này luyện đan vật liệu tới làm gì? Không phải người luyện đan sư, muốn những thứ này chân quý tập 3, 4 luyện đan vật liệu căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào à? Đợi một chút, chẳng lẽ? Nhất thời từ vậy Viên Thanh Viên đại sư trong lòng hiện ra một loại hoang đường phỏng đoán. Nhưng sát theo, hắn nhưng cũng bừng tỉnh, hiện vào lúc này cũng không phải là hắn nghĩ vớ vẩn những thứ đó thời điểm. Sau đó liền gặp hắn cầm tờ giấy kia nhìn về họ Đoạn chủ quản, mặt không cảm giác hỏi, phía trên này luyện đan vật liệu, chúng ta thương hội bây giờ có hay không? Ta, có, vậy họ Đoạn chủ quản sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, rất muốn nói ra một cái, không có, hai chữ. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn nếu là thật nói như vậy, liền đơn giản là một ngu xuẩn đến không có thuốc chữa nhược trí. Loại chuyện này, có thể giải được láo sao? Cha một cái thì biết à. Có, vậy Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy chân mày cau lại, thanh âm phát lạnh xuống, nói có, vậy tại sao không bán? Ngươi bây giờ cho ta một cái lý do. Ta, đúng rồi, hắn không mua nổi. Những thứ này luyện đan vật liệu cộng lại ít nhất tối thiểu đều phải 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch à. Vậy họ Đoạn chủ quản linh quang chớp mắt, đầu đầy mồ hôi nói. Không mua nổi, nghe vậy vậy Viên Thanh Viên đại sư chân mày lại nhíu lại, nhìn về Trần Phi. Tuy nói cái này 2.300 khối hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, bởi vì là hắn là luyện đan sư, cho nên không thiếu linh thạch. Nhưng nếu là Trần Phi trong tay không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, không bán cho hắn, cũng đích xác hợp tình hợp lý, không vấn đề gì. Ngươi nói ta không mua nổi ta liền không mua nổi, có thể nghe nói. Trần Phi nhưng khóe miệng cười lạnh câu dẫn. Viên đại sư, người cảm thấy bình đan dược này có đáng giá hay không 2.300 khối hạ phẩm linh thạch? Sau đó liền gặp hắn vung tay lên,
trực tiếp quăng ra một bàn tay lớn nhỏ trăm năm ôn ngọc bình ngọc, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu sữa ánh sáng, cấm chỉ rơi xuống viên thanh viên đại sư trong tay. Vậy, đó là đan dược bình. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút. Nhất là vậy Trúc lão cùng với Viên Kiệt, đều là nhận không dừng được theo bản năng con người khóa. Cái này lớn chừng bàn tay đan dược bình, có thể giả bộ một năm sáu viên đan dược liền tuyệt đối coi như là đã ngày đầu. Mà bây giờ, thằng nhóc kia nhưng lại còn nói như thế một chai nhỏ đan dược, lại là có thể giá trị 2.300 viên hạ phẩm linh thạch. Đến tột cùng là đan dược gì, có thể cùng một kiện trung phẩm pháp khí giá cả cũng ngang hàng. Thằng nhóc này, hắn có thể lấy ra tầng thứ này đan dược chân quý. Dựa vào cái gì, điều này sao có thể? T, đây là, nhưng vào lúc này, càng một màn kinh người xuất hiện. Vậy viên thanh viên đại sư, khi nhận được đan dược bình cũng đem sau khi mở ra, lại lúc này ngay tức thì con người co rúm một cái, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là chỉ gặp vậy lớn chừng bàn tay đan dược bình chính giữa, cũng không phải là có 5-6 viên đan dược, nhiều như vậy, mà là lại có thể, ước chừng chỉ có 2 cây quả nhãn vậy xanh lơ màu xanh lá cây đan dược, yên tĩnh nằm ở trong đó. Chẳng qua là cho đan dược thông thường bất đồng, vậy xanh lơ màu xanh lá cây quả nhãn vậy lớn nhỏ đan dược lên, lại có thể vây quanh tầng 5 màu bạc đan văn. 5 văn ngân văn đan dược, mà, hơn nữa còn là cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Vậy viên thanh viên đại sư một mặt rung động, con người co rúm lại, đầu lưỡi khô khốc liếm môi, tự lẩm bẩm, giống như là bị rung động tới cực điểm. Không có biện pháp, càng thân là một người luyện đan sư, hắn dĩ nhiên càng rõ ràng, 5 văn ngân văn đan dược, đây là ý vị như thế nào. Phải biết coi như là hắn, tốt nhất ghi chép bất quá cũng chính là 4 văn ngân văn đan dược mà thôi. Hơn nữa vậy vẫn chỉ là cấp 2 trung phẩm đan dược cấp thấp. Cùng cái này hắn bây giờ nhìn thấy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Hả, cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, viên thanh viên đại sư lần này rung động líu díu thanh vừa ra, mọi người tại đây trực tiếp là tạc oa. Ta, cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, không phải bọn họ nghe lầm chứ? Hoặc là bọn họ còn chưa tỉnh ngủ. Hả, cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, cái này, điều này sao có thể à? Vậy Viên Kiệt cũng là ngay tức thì thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình cắn, ánh mắt điên cuồng run rẩy, khó tin nói. Cái này, thằng nhóc này hắn chẳng lẽ nói. Vậy Trúc lão lúc này cũng là trong lòng rung động tới cực điểm. Hắn nhìn Trần Phi, ánh mắt lay động, trong lòng dần dần dâng lên một loại hoang đường ý niệm. Lúc này vậy thương hội Thanh Long một tầng trong đại điện bầu không khí cơ hồ là cứng đờ. Tất cả mọi người đều con người rung động nhìn viên thanh viên đại sư trong tay cái đó nhìn như đan dược thông thường. Vậy trong, đừng có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Mà đây, lại ý vị như thế nào? Viên thanh viên đại sư, xin hỏi cái này 2 viên đan dược, có thể đáng giá hơn 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy một mặt run rẩy viên thanh viên đại sư, hỏi. Trị giá, dĩ nhiên trị giá. Vậy viên thanh viên đại sư nghe vậy lập tức râu run rẩy giống lớn một tiếng. Sát theo liền gặp hắn nhấc chân chính là hướng sắc mặt kia vậy đã sớm đờ đẫn, sợ hãi chủ quản họ Lưu, chính là một cước hung hăng đạp lên. CMN bây giờ lập tức đi cho ta đem phía trên này luyện đan vật liệu tìm tới. Nếu là ít đi như nhau, ta lột ngươi ra. Chỉ gặp vậy viên thanh viên đại sư ngay tức thì giống như là đổi một người, mất đi ổn trong cùng chấn định, giận như vậy gầm hét lên. Không có biện pháp, làm một danh tiếng tên lan xa cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, cái này 2 cây luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, đối với hắn bây giờ tình huống mà nói, là có bao nhiêu bảo đắt và chân quý. Nếu như hắn có thể có được cái này 2 cây bảo đan mà nói, liền hoàn toàn có thể đem mổ xẻ, phân tích, nghiên cứu, từ đó có thể thăm dò đến tầng thứ cao hơn luyện đan kỹ thuật bí mật. Bởi vì làm cái này đẳng cấp đan dược, vậy mà nói. Tối thiểu, cũng là cần luyện đan sư cấp 4 trở lên, mới có thể luyện chế thành công. Mà giống như hắn như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, ở tầng thứ này chính giữa, bị vây lâu như vậy, khổ vùng vẫy, khiếm khuyết, không cũng chính là vậy một chân bước vào cửa sao. Tuy nói bây giờ cái này 2 cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, tối đa chỉ có 10% hy vọng,
có thể làm cho hắn đạt thường mong muốn, dòm ngó tìm được tầng thứ cao hơn bí ẩn. Có thể như vậy tỷ lệ đối với hắn tới nói thật đã không ít. Có hy vọng tổng so không hy vọng mạnh, không phải sao? Cho nên bây giờ ở hắn trong mắt, cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đừng nói là 2.300 khối hạ phẩm linh thạch, coi như là mấy con số này lại hướng lên tăng gấp đôi, cũng đáng. Là. Chủ kia quản họ Lưu mặc dù bị một cước này, có thể hắn lúc này trong lòng nhưng một chút nóng nảy cũng không dám có. Thậm chí, hắn lúc này vậy run rẩy ánh mắt chính giữa đều tràn đầy nồng nặc run rẩy cùng hối hận. Nếu không phải hắn trước mắt chó coi thường người, cảm thấy Trần Phi không cầm ra như vậy một số lớn khổng lồ hạ phẩm linh thạch, không mua nổi, lại tại sao có thể có như bây giờ một màn. Từ làm bậy không thể sống. Đều không nói vậy Trần Phi khủng bố, chói mắt thực lực, liền nói hắn bây giờ nơi lấy ra cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, như vậy bút tích, quan hệ như vậy đường dây. Hắn CMN, dùng cái mong muốn. Đại nhân vật như vậy là hắn như vậy một cái con tép có thể đắc tội. Đây quả thực là tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm. Sau đó liền gặp hắn đắng buộc gương mặt chạy đi thương hội bên trong điều hàng đi. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn dẫn 4-5 người vội vàng lại chạy trở về. Bọn họ trong tay nâng ngọc mâm, hoặc là ôm trong ngực dài hộp. Những thứ đó câu cũng lóe lên chói mắt ánh sáng rực rỡ, hoặc là khiêm tốn tản ra hoa mai. Viên đại sư, đồ cũng đã lấy tới. Chủ kia quản họ Lưu một mặt trắng bệch run rẩy hướng Viên Thanh nói. Vậy Viên Thanh viên đại sư cái này trong lòng mới mặt ổn làm một ít. Nhìn về Trần Phi, lại là vẻ mặt ôn hòa, nói tiểu hữu, những thứ này luyện đan vật liệu, người muốn không muốn trước qua xem qua. Trước không cần, có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, lại lần nữa nhìn về chủ kia quản họ Lưu, khóe miệng nhỏ câu, cười nhạt nói, hoa thạc. Vị chủ quản này, người có phải hay không quên người trước có nói lời gì? T. Nghe vậy, lúc này chủ kia quản họ Lưu sắc mặt thì thật là hoàn toàn thay đổi môi vâng dạ, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, không phải, vị đại nhân này, ta. Hừ, có thể hắn cũng còn không có ta, cái cho nên như vậy đi ra, vậy Viên Thanh viên đại sư liền nhìn hắn, trùng trùng hừ lạnh một tiếng, hỏi, nói cái gì? Không phải. Viên đại sư, ta, chủ kia quản họ Lưu trên mặt màu đậm càng tái nhợt liền mấy phần. Lúc này ở trong lòng của hắn, giống như cảm giác mình nuốt 10.000 con ruồi chết. Vừa tức giận, lại là bực bội, lại là không biết làm sao, lại là sợ. Hắn nói, ta nếu có thể đem những thứ này luyện đan vật liệu mua lại, hắn liền đem cái ghế này ăn. Chủ kia quản họ Lưu không dám nói, Trần Phi nhưng không dây dưa lạnh cười nói đi ra. Có câu nói thật tốt, cái này trời bỏ qua cho ai? Miệng thúi, luôn là sẽ trả giá thật lớn, không phải sao? Ngươi muốn đem cái ghế này ăn? Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền cho ta ăn, ăn liền sau đó, ngươi lập tức cho ta từ nơi này thương hội Thanh Long chính giữa lăn ra ngoài. Từ bây giờ về sau, ta không muốn sẽ ở thương hội bên trong thấy ngươi. Vậy Viên Thanh viên đại sư cũng là quả quyết người, vừa nghe Trần Phi lời này. Lúc này sắc mặt khói mù hướng chủ kia quản họ Lưu lạnh như băng nói, giọng không cho cự tuyệt. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ như vậy tức giận, không phải bởi vì là hắn kiêng kỵ Trần Phi cái gì, mà là hắn tức giận nếu không phải hắn ngày hôm nay vận khí tốt, vừa vặn đụng phải chuyện này. Nếu không, đây chẳng phải là, mình thì phải cùng cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược lỡ mất dịp may. Loại chuyện này mà Quang suy nghĩ một chút muốn. Vậy Viên Thanh viên đại sư trong lòng liền hận không được một cước đem vậy ngu xuẩn cho tự mình đá ra thương hội đi. Không có mắt, tổng vẫn là phải có cái hạn độ chứ. Loại này não can, cùng ngu đần có cái gì khác biệt? À, ăn cái ghế, đuổi ta ra thương hội Thanh Long. Không phải, viên đại sư, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta. Vừa nghe gặp Viên Thanh viên đại sư nói muốn đuổi hắn ra thương hội Thanh Long, chủ kia quản họ Lưu lúc này ngu, khổ cầu khẩn. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa hoàn toàn nói ra, thì có một cổ kinh khủng âm lãnh ý định giết người trực tiếp là phong tỏa ở hắn trên mình. Làm hắn rợn cả tóc gáy. Ngươi có phải hay không không có nghe gặp viên đại sư nói cái gì? Đem cái ghế này ăn, sau đó, cút, một vị đi theo ở viên thanh viên đại sư sau lưng người theo đuổi tuét miệng, âm lãnh lên tiếng.
Cùng lúc đó, âm lãnh kia ý định giết người trực tiếp là đè được chủ kia quản họ Lưu cứng rắn là không dám nói nữa ra nửa chữ không. Thấy tình cảnh này, Trần Phi yên lặng nhìn, không nói một lời. Có luyện đan sư tính khí tốt, lúc này, thân là hắn người theo đuổi nên đứng ra. Tựa như cùng hiện vào lúc này lên tiếng người này như nhau. Thực tế, cũng không nhiều như vậy công phu cùng ngươi ra, cùng ngươi cười đùa cợt nhã. Ta, chủ kia quản họ Lưu ra mặt cuồng rút ra, ánh mắt run rẩy, thần sắc ảm đạm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nói thêm nữa cái gì khác nói nhảm. Cắn răng một cái, nhắm mắt, liền gặp hắn đùng mở ra cái ghế kia, bắt đầu ăn. Trong miệng mặt phát ra rắc 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 thanh âm, người xem một mặt cổ quái, da đầu tê dại. Vậy thật may chủ quản này họ Lưu tu vi còn không coi là quá yếu, cho nên chẳng qua là ăn cái ghế, vậy vẫn có thể tiếp nhận. Khẩu vị tốt, gặp được. Thấy tình cảnh này, vụng trộm thật ra thì cũng có không thiếu thị nữ, phục vụ viên chết nín cười trộm. Trong lòng cảm giác rất hả giận. Nguyên lai, chủ quản này họ Lưu ở nơi này thương hội Thanh Long hãng nhất phách lối thói quen, ngược lại là rất không đắc nhân tâm à. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, ngược lại cũng cảm giác không có ý gì. Đem vậy thương hội Thanh Long lấy ra luyện đan vật liệu nhìn lướt qua, xác nhận tốt không vấn đề gì sau đó, liền gặp một cuốn tay, đem vậy tất cả toàn bộ luyện đan vật liệu cũng thu vào. Đi theo liền gặp hắn cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Gây ra như vậy chuyện, hắn vậy lười được lại theo những người này nói nhảm nhiều cái gì. Nếu không phải bởi vì là hắn cái này thức hải tổn thương quá mức khẩn cấp, hắn đã sớm lười được lại theo những người này dây dưa. Lòng mệt mỏi. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước. Có thể nhưng vào lúc này, vậy một mực không lên tiếng Trúc lão lại đột nhiên mở miệng, đem Trần Phi ngăn lại. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước. Nghe vậy Trần Phi nhướng mày một cái, dừng bước lại. Xoay người, nhìn vậy Trúc lão, giọng có chút lạnh nhạt mở miệng nói, làm sao, bây giờ đem ta cản lại. Ngươi là muốn cùng ta tính một chút trước khi nợ cũ. Nhìn ngươi lời nói này được, chẳng lẽ ta xương già này cứ như vậy không bị người thích. Gặp Trần Phi giọng như vậy cứng rắn, vậy Trúc lão lập tức rõ ràng Trần Phi là muốn xóa, vội vàng cười khổ nói. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, hắn vốn là cái người thích mềm không thích cứng. Đối phương như vậy dễ dàng tha thứ hắn thái độ, đổ làm hắn hơi cảm giác có chút ngượng ngùng. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, cái này ông già vậy còn là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh à. Đó là biết bao tôn quý và cường đại thân phận. Có thể như vậy cùng hắn nói chuyện, bị liên tục sặc mấy câu, còn không có tức giận, thật cũng coi là không tệ. Làm người mà, tổng được đổi vị trí suy tính một chút. Một mực băng bó chặt trước, đó chính là bất cận nhân tình. Không cần phải. Gặp Trần Phi không lại lộ ra như vậy kháng cự hắn thái độ, vậy Trúc lão cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn quét về phía mọi người tại đây, đi theo, nhàn nhạt lệnh đuổi khách thanh âm, liền nhớ tới. Chư vị, chúng ta thương hội Thanh Long tạm ngừng buôn bán nửa giờ. Xin lỗi, bây giờ mời các người trước đi ra ngoài một chút. Trúc lão giản lược tóm tắt nói. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Bất quá, Trúc lão tự mình mở miệng, bọn họ dĩ nhiên cũng không dám không tuân theo cái gì. Sau đó liền gặp bọn họ từng cái mặt lộ vẻ bỏ không được rời đi. Cảm giác rất đáng tiếc. Viên Kiệt, còn không qua đây cho vị tiểu hữu này đạo cái phải không? Phi Vân chuyện kia ta hỏi, đơn thuần là hắn không có mắt, tội có cần phải được. Làm trong đại điện đổi được trống rỗng sau đó, vậy viên thanh viên đại sư cau mày nhìn một cái cách đó không xa sắc mặt âm trầm. Oán độc Viên Kiệt, con mắt nhanh tránh, chậm rãi mở miệng nói. Nếu là đối phương lai lịch không lợi hại, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một cái, làm bộ như không biết. Mặc cho Viên Kiệt ẩu tả. Nhưng bây giờ, đối phương lại có thể lấy ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược như vậy bảo đan. Như vậy mạng giao thiệp, như vậy bút tích, như vậy đường dây. Hắn lại làm sao có thể không biết đối phương nhất định là lai lịch phi phàm. Cho nên hắn bây giờ nói những lời này, thật ra thì cũng không phải là vì khiển trách Viên Kiệt, càng nhiều hơn, nhưng thật ra là có muốn là Viên Kiệt chối bỏ trách nhiệm ý nghĩa ở bên trong. Nếu không, nếu là hai bên trong lòng thật có cái gì vướng mắc, lớn chuyện rồi, sau này không chừng biết nháo xảy ra cái gì lớn hơn sự việc đâu. Liền vì Viên Phi Vân vậy cậu ấm tiểu tử, chân thực không cần phải, không đáng giá được à. Sư phụ,
nhi tử ta đều bị hắn đánh trọng thương. Bây giờ còn muốn cho ta cùng hắn nói xin lỗi. Dựa vào cái gì, cái này không thể nào. Có thể vậy, Viên Kiệt phản ứng nhưng dị thường kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt oán độc, không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi, Viên Thanh Viên đại sư sắc mặt đổi một cái, cau mày. Bất quá lúc này vậy Trúc lão đã lại theo Trần Phi nói chuyện. Chỉ gặp hắn nhìn về Trần Phi, có chút không xác định, chậm rãi, chần chờ mở miệng hỏi, có một cái so sánh riêng tư vấn đề. Không biết có nên nói hay không? Có cái gì muốn hỏi cứ nói đi. Trần Phi bây giờ đối với cái này Trúc lão ấn tượng còn hơi coi như có thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt lắm, vậy ta liền hỏi. Vậy Trúc lão thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi diễn cảm trang nghiêm hỏi. Không biết tiểu hữu có thể hay không nói cho ta, vậy hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, là vị nào đại sư tác phẩm? Lời vừa nói ra, vậy Viên Thanh Viên đại sư cũng không đoái hoài tới khiển trách Viên Kiệt. Đi theo vậy gặp hắn hướng Trần Phi diễn cảm ngưng trọng nói, không sai. Vị tiểu hữu này, không biết có thể đời làm chất dẫn gặp một chút vị đại sư kia. Dĩ nhiên, bỏ mặc có thể hay không thành công, ta Viên Thanh nhất định có hậu tạ. Hiển nhiên. Ở hắn trong suy nghĩ, luyện chế ra cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người, tất nhiên là cấp 4 trở lên luyện đan đại sư. Nếu là có thể tiến cử một chút, thỉnh giáo học tập một phen, đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Ngươi nói thế nào hai viên đan dược? Trần Phi nhìn lướt qua biểu tình kia có chút kích động Viên Thanh Viên đại sư, vừa nhìn về phía Trúc lão, tiến lên đón hắn vậy lóe lên ánh mắt, hơi ngẩn ra, rõ ràng đối phương tựa hồ đoán được cái gì. Ta mặc dù không hiểu luyện đan, bất quá, ta vẫn có thể nhìn ra, cái này hai viên đan dược hẳn là mới vừa luyện thành không bao lâu chứ. Tiểu hữu, không biết ta nói đúng không? Vậy Trúc lão thấy Trần Phi hơi ngẩn ra sắc mặt, tay run một cái, ánh mắt lại là chặt khóa chặt định ở Trần Phi trên mình, nói. Mới vừa luyện thành không bao lâu. Vậy Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó lúc này tâm trạng kích động đem đan dược kia bình lấy ra, nhìn kỹ xem. Chỉ một lát sau liền gặp hắn con người sắc thái đổi được so với trước đó ngưng trọng hồi lâu. Không sai, cái này hai viên đan dược cũng là mới vừa mới luyện chế được, nhiều nhất không vượt qua 10 ngày thời gian, chẳng lẽ nói, vị đại nhân kia, bây giờ đang ở chúng ta Thanh Long Câu. Vậy Viên Thanh Viên đại sư có chút kích động tự lẩm bẩm. Đừng xem hắn bây giờ là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, có thể luyện đan sư cấp 4 trở lên so với, nhưng hoàn toàn không phải một tầng thứ. Nửa bước kém, khác xa lắc xa lơ. Có thể tiếp theo, hắn trong lỗ tai lại nghe được một câu làm hắn cả người run rẩy, không dám tin nói. Là vừa luyện ra không bao lâu, cái này hai viên đan dược đều là ta luyện, có vấn đề gì không? Chỉ gặp Trần Phi lúc này trên mặt tim đập mạnh sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại bình thản, đương nhiên rửng rưng vẻ. Cái này hai viên đan dược đều là ta luyện, có vấn đề gì không? Quả nhiên. Vậy Trúc lão con người có giúp một cái, không ra nơi liệu. Nguyên lai hắn thật đã đoán được. Ngươi nói gì, mà vậy Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy chính là ngay tức thì thần sắc chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi, một cái chớp mắt không chớp mắt. Tay đang kịch liệt run rẩy. Ngài nói, cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đều là ngài luyện chế được. Viên Thanh Viên đại sư ánh mắt run rẩy ngây ngẩn nhìn Trần Phi, nói liên tục nói gọi. Cũng không tự kìm hãm được đeo lên một chút tôn sưng. Bởi vì làm cho này nếu là thật, vậy Trần Phi thì hoàn toàn có tư cách làm nổi hắn Viên Thanh một câu, ngài chữ. Bởi vì là, vẫn là câu nói kia, cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, cùng cấp 4 trở lên, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Không, không thể nào, người nói xạo. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng tâm trạng phập phồng tức là cáo kỉnh tiếng giận dữ đột nhiên trong đại điện này nổ vang. Vậy Viên Kiệt cũng đã là lại lần nữa nhảy ra ngoài, sắc mặt nhăn nhó, thần sắc oán độc, ánh mắt kia nhìn về Trần Phi có dũng khí thật sâu khinh miệt và run rẩy vẻ. Giận dữ hét. Sư phụ, Trúc lão, hai người có phải điên rồi hay không? Hắn nói cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược là hắn luyện, chính là hắn luyện. Vậy ta nói là ta luyện, cái này hai viên đan dược là phải hay không ta Viên Kiệt luyện? Vậy Viên Kiệt gầm thét, oán độc. Ánh mắt dữ tợn lại là chặt chẽ hướng Trần Phi quét tới, khóe miệng móc một cái, lạnh lùng cười to nói, ha ha, thua thiệt ngươi cũng có mặt như vậy đi ngươi trên mặt mình rát vàng. Ngươi là thứ gì,
cũng dám ngông nói mình biết luyện đan. À, ngươi nói ta không biết luyện đan. Nghe vậy Trần Phi cười, khóe miệng câu, nhìn vậy Viên Kiệt, trên mặt nổi lên thật sâu khinh thường. Coi như là toàn bộ tu chân giới, vậy không người có tư cách nói hắn Trần Phi không biết luyện đan đi. Nếu không thì sao? Vậy Viên Kiệt thấy Trần Phi như vậy thái độ lạnh nhạt, lại là thẹn quá thành giận, tay một vung, chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói ta nói cho ngươi. Bỏ mặc ngươi là từ đâu đạp chó ét, lấy được cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, nhưng là ngươi ở ta Viên Kiệt trong mắt, vĩnh viễn đều là phế vật, vĩnh viễn đều là rác rưởi. Chúng ta luyện đan sư là bực nào cao quý, bực nào cao cấp thân phận, há lại là ngươi như vậy một loại rác rưởi, phế vật, có thể với cao dậy. Thật là không tự lượng sức. Vậy Viên Kiệt cuồng loạn gầm thét, nhìn Trần Phi các loại giễu cợt, các loại khinh thường, các loại nhục mạ. Nhưng trên thực tế, hắn lời nói trong run rẩy, cũng chỉ có hắn tự mình một người biết. Luyện đan sư thân phận cao quý, cùng với số lượng khan hiếm, làm cái này hàng ngũ chính giữa tuyệt đại đa số người đều vô cùng đặc biệt kiêu ngạo. Càng phẩm cấp cao thì càng coi trời bằng vung. Nhưng nếu là, một khi bọn họ cái này dẫn lấy làm hãnh diện thân phận, đều bị người nghiền ép, bị người vượt qua, vậy bọn họ còn là thứ gì? Vậy Viên Kiệt lúc này trong lòng hoàn toàn không dám nghĩ. Tràn đầy sợ hãi. Trên thực tế, ở bọn họ luyện đan sư nội bộ vòng chính giữa, cấp bậc trật tự là tương đương xâm nhiên một loại quy tắc. Cấp thấp luyện đan sư nếu là dám ở luyện đan sư cao cấp trước mặt càn rỡ, vậy thì đơn giản là tự tìm cái chết. Mà bây giờ, lý trí đã để cho hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được sợ, nhưng sợ, lại để cho hắn không dám tin tưởng Trần Phi có thể có được như vậy luyện đan cảnh giới. Đủ rồi, im miệng. Vậy Trúc lão quát lạnh một tiếng, nhìn mặt mũi vặn vẹo Viên Kiệt giọng bất thiện nói, Viên Kiệt, bất giác được ngươi lời bây giờ có chút nhiều sao. Mặc dù Viên Kiệt là có chút thiên phú luyện đan, có thể hắn hiện nay cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư cấp bậc, nhưng bây giờ không tư cách nhập hắn Trúc người nào đó mắt. Viên Kiệt, đủ rồi, ngươi ngày hôm nay nói lời hơi nhiều, tiểu hữu, xin lỗi, dạy dỗ không nghiêm, ta đời hắn hướng ngươi đạo cái không phải. Vậy Viên Thanh Viên đại sư lúc này mặc dù có chút tỉnh hồn lại, không lại gọi Trần Phi là ngài. Bất quá, từ các phương diện mà nói, hắn cũng không dám trong lòng khinh thị Trần Phi chút nào. Bởi vì là, một khi vậy nếu là thật nói. Cái gì đủ rồi, sư phụ, Trúc lão, hai người có phải hay không bị hắn quỷ mê đầu óc? Hắn nếu là thật có thể luyện ra cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, ta Viên Kiệt lập tức đem đầu tháo xuống cho hắn làm băng ghế ngồi. Chỉ bằng hắn, là thứ gì? Đáng tiếc vậy Viên Kiệt lúc này tâm trạng đã hoàn toàn kích động, điên cuồng lên. Hắn một tiếng giống to, nhìn Trần Phi hết sức khinh miệt và giễu cợt nói. Đây là chính ngươi nói. Trần Phi lông mày nhướn lên. Là ta nói thì thế nào? Vậy Viên Kiệt trong lòng run lên, sắc lệ nội cha hét lớn. Được, đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi được đền bù mong muốn. Trần Phi cười lạnh nói. T. Nghe được cái này vậy Trúc lão cùng với Viên Thanh Viên đại sư đều là con ngươi co giúp một cái, trong lòng âm thầm ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Tim không chịu thua kém cuồng loạn. Vậy Viên Kiệt căn bản cũng không dám xem Trần Phi. Cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mà vậy Viên Thanh Viên đại sư cùng với Trúc lão vào giờ phút này, đồng dạng cũng là như vậy. Con ngươi co giúp lại, cả người run rẩy. Nhìn Trần Phi vậy bình thản gương mặt trong ánh mắt kích động khó tin sắc thái và ánh sáng. Hắn muốn làm gì? Hắn nói những lời này, là ý gì? Ngươi nói xạo, mọi người ở đây hiện vào lúc này cũng hù vào tuyệt đối tâm thần run run, cùng yên tĩnh chính giữa, vậy Viên Kiệt sắc lệ nội cha tiếng giống giận như sấm vậy vang lên. Ta nói cho ngươi, ngươi lấy là hiện vào lúc này nói lời như vậy, là có thể làm ta Viên Kiệt sợ. Đây là mộng tưởng hảo huyền. Ta Viên Kiệt mới thật sự là luyện đan thiên tài, thiên phú siêu quần, mà ngươi, ngươi loại rác rưởi này cũng muốn chấm mút cao quý luyện đan. Nhất định chính là nằm mơ, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Vậy Viên Kiệt vào giờ phút này tâm trạng đã hoàn toàn tan rã đứng lên, nhìn Trần Phi, vậy gương mặt cùng hai tròng mắt đều là tràn đầy dữ tợn, còn có run sợ. Bởi vì là, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, nếu là Trần Phi thật ngay trước hắn mặt mà. Đem vậy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện chế được, hắn nên nói cái gì? Hắn phải nên làm như thế nào đối mặt?
có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người, tối thiểu, cũng là luyện đan sư cấp 4 trở lên chứ. Mà loại trình độ đó và tầng thứ nhân vật lớn, muốn bóp chết hắn, bất quá là một cái nhấc tay, đơn giản. Đủ rồi, vậy viên thanh viên đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn viên kiệt chân mày sâu nhíu lãnh đạm nói, ngươi còn muốn nổi điên tới khi nào? Còn không nhanh lên cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Nói xin lỗi, chớ hòng mơ tưởng, có thể vậy viên kiệt nghe vậy nhưng không chậm trễ chút nào giữ tợn lắc đầu, nhìn viên thanh viên đại sư, lời nói ở giữa đều đã mất đi cung kính và kính sợ. Sư phụ, liền hắn loại rác dưới này, người cũng tốt ý nghĩa để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ta xem ngươi là lão hồ đồ chứ? Viên kiệt mặt mũi dữ tợn, cười lạnh nói. Ngươi nói gì? Viên thanh viên đại sư nghe vậy chợt thần sắc giận dữ, nhìn viên kiệt, mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Viên kiệt, ngươi bây giờ là đang đối với ta nói như vậy. Mặc dù hắn đúng là nhìn chúng viên kiệt thiên phú luyện đan, nhưng bây giờ, đối phương loại này điên rồi vậy người điên thái độ, cũng để cho hắn có chút phiền lòng. Nghiêm ngặt nhắc tới, chính là một cái luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, ở hắn viên thanh trước mặt, lại coi là cái gì? Ta, vậy viên kiệt cuối cùng có chút bừng tỉnh, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn lúc này cũng đã là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Chợt liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Dù sao ta tuyệt không tin liền hắn loại rác dưới này, có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Hắn dựa vào cái gì? Là thứ gì? Hắn rất sợ viên thanh, bởi vì là người sau chính là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Nhưng hắn cũng không phải rất sợ viên thanh, bởi vì là lấy hắn thiên phú luyện đan, nhắc tới so viên thanh cũng lợi hại hơn, làm sao biết sợ không tìm được núi dựa. Trọng yếu nhất điểm chính là, hiện ở ngoài sáng rõ ràng là hắn viên kiệt là đối phương đệ tử quan môn, nhưng bây giờ, viên thanh nhưng lại có thể không đứng ở hắn bên này, còn cùng hắn đối nghịch, giày hắn, điều này có thể làm trong lòng của hắn oán hận. Tên này cùng hắn nhi tử một cái đức hạnh, cực độ bành trướng, tự cho là đúng, tì vết nào phải trả, lấy tự mình làm trung tâm. Đến bây giờ đá tấm sắt, không hổn hển mới là lạ. Ngươi, vậy viên thanh viên đại sư khí được cả người phát run. Hắn một phen tốt bụng lại có thể gặp phải như vậy hồi báo. Hừ, vậy viên kiệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định muốn một con đường đi tới tối. Cũng không có lại như vậy tim đập rộn lên, và câu nệ. Dù sao, hắn là tuyệt không tin Trần Phi có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Một phần vạn có khả năng cũng không có. Hừ, nghĩ đến đây, viên kiệt lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhìn về Trần Phi. Trên mặt tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc, nói, làm sao, ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa muốn để cho ta xem mà, bây giờ tại sao không nói chuyện? Ha ha! Trần Phi thật sâu nhìn vậy tấm tràn đầy oán độc sắc thái gương mặt một cái, cười lạnh một tiếng, nhìn về mặt đầy âm trầm viên thanh viên đại sư, nhàn nhạt nói, viên đại sư, các người đây có thể có luyện đan thất? Có, vậy viên thanh viên đại sư môi nhu liền nhu. Sau rốt cuộc gật đầu, trang nghiêm nói. Muốn hết thảy các thứ này thật phải hướng bọn họ khó tin phương hướng phát triển đi, như vậy, ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ là hắn viên thanh làm chứng kỳ tích một ngày. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư cấp 4 trở lên, thật là, chưa bao giờ nghe. Còn dám làm bộ làm tịch, vậy viên kiệt ánh mắt run rẩy, cuối cùng vẫn là lại lạnh hừ lên, mặt đầy khinh miệt và giễu cợt nói. Trúc lão không nói một lời. Chẳng qua là lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy thật sâu ngưng nhiên, cùng thán phục. Như vậy tuổi quá trẻ trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu người có, còn là một vị thành tựu bất phàm trận pháp sư, bây giờ, lại còn biết luyện đan. Hơn nữa, điểm chính vẫn là so viên thanh viên đại sư cũng lợi hại những cái kia truyền kỳ cấp 4 trở lên luyện đan sư. Chỉ là trong lòng vừa nghĩ như thế muốn, cho dù là chính hắn, thân là một người thân phận tôn quý. Cường đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, bây giờ cũng có loại không nói được mùi vị, cùng phức tạp rung động. Bởi vì là, đây nếu là thật sự là thật nói, vậy đơn giản, thiên phú như vậy và tiềm lực tự giản thẳng quá làm người ta sợ à. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi cũng chỉ là trong lòng cười lạnh cười, vậy lười được nói nhảm nữa, đi theo một mặt thần sắc ngưng trọng viên thanh viên đại sư các người, liền đi tới thương hội thanh long luyện đan thất. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước. Trừ bọn họ bốn người ra, tất cả những người khác đều bị hết thảy đuổi đi.
không để cho bọn họ tham dự vào. Cái này, vị tiểu hữu này, không biết luyện chế vậy đan, cần gì luyện đan vật liệu, cần ta bên này để cho người chuẩn bị một chút sao? Thương hội Thanh Long cao cấp nhất luyện đan thất chính giữa, vậy viên Thanh Viên đại sư thần sắc ngưng nhiên, hướng Trần Phi nói. Thấy tình cảnh này vậy viên Kiệt sắc mặt cực độ run rẩy, hết sức vặn vẹo, rồi sau đó khinh miệt châm chọc nói, luyện đan vật liệu. Nhiều hơn nữa luyện đan vật liệu cho hắn loại rác dưới này, đều là lãng phí chứ. Nghe vậy, Trần Phi con người híp một cái, hàn mang chớp mắt. Viên Kiệt, ta cảm thấy người bây giờ tốt nhất trước đem người con chó kia miệng nhắm lại, nếu không, người tự xem làm đi. Bất quá liền sau đó một khắc, vậy Trúc lão nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng lời nói trực tiếp là làm vậy Viên Kiệt cả người run lên. Nếu như ngày thường, lấy Viên Kiệt thiên phú luyện đan và hắn ở Viên Thanh Viên đại sư trong lòng địa vị, hắn là không biết như vậy dứt khoát thẳng thừng uy hiếp, bất quá bây giờ. Có một số việc mà Tổng hội thay đổi, không phải sao? Nghe vậy thấy vậy, vậy Viên Thanh Viên đại sư ra mặt run mấy cái, cuối cùng vẫn là lạnh nhạt trầm mặc, làm bộ như không thấy được, nhìn Trần Phi ánh mắt để lộ ra hỏi thăm ý nghĩa. Trước, hắn vấn đề Trần Phi cũng vẫn không trả lời hắn. Nếu muốn luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược như vậy bảo đan, luyện đan tài liệu phẩm chất, vậy phải là thổi mao cầu tì, đã tốt rồi muốn tốt hơn chứ. Không cần, trên người ta vừa vặn mang có thể Trần Phi nhưng bình thản lắc đầu một cái, cự tuyệt. Vậy thì mời tiểu hữu bắt đầu đi. Nghe vậy vậy viên Thanh Viên đại sư sâu thở một hơi, con mắt chớp mắt, lui về phía sau. Trần Phi hất tay một cái, trực tiếp là hiểu rõ 10 đạo quang hoa từ túi đựng đồ kia trong bay vút đi ra. Lộ ra hoa mai, hết sức sáng chói. Hừ, đến bây giờ ngươi còn muốn quyết chống làm bộ làm tịch sao? Tốt lắm, vậy ta thật muốn xem, ngươi như vậy rác dưới, có thể cho ta Viên Kiệt luyện chế ra cái gì rác dưới đan dược đi ra. Chỉ bằng ngươi, vậy bào chế. Vậy Viên Kiệt ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, tay khớp xương tay trắng bệch, trong lòng oán độc nguyền rủa nói. Cả người đều run rẩy. Hắn bây giờ, giống như một cái chân đã đạp xuống địa phủ cửa bi thảm người. Mạnh chống, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng. Oanh! Cùng lúc đó, từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí phóng lên cao, chui vào vậy luyện đan thất ngay chính giữa trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan chính giữa. Tung lên nóng bỏng viêm lãng. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn nghĩ hắn tự cầm ra tất cả luyện đan vật liệu, cũng một cổ não mất hết trong lò luyện đan. Thấy tình cảnh này, Viên Kiệt còn có vậy viên Thanh Viên đại sư sắc mặt bỗng nhiên. Cái trước là ngay tức thì đổi được mừng như điên, và tràn đầy âm hiểm nụ cười đắc ý đứng lên. Người sau, chính là thật sâu cau mày, nhìn về Trần Phi bình thản mặt mũi, diễn cảm có chút khó hiểu. Ha ha, thằng nhóc, đây chính là ngươi cái gọi là biết luyện đan. Ngươi thật lấy là luyện đan, là như vậy tùy tùy tiện tiện một cổ não nhi đem tất cả luyện đan vật liệu ném vào trong lò luyện đan, coi như là thành công. Vậy Viên Kiệt trên mặt hiện ra cuồng như vậy cười nhạt, khinh miệt, châm chọc nói, sư phụ, người thấy được, cái này chẳng lẽ còn không phải là các người bị quỷ mê đầu óc. Chỉ bằng hắn loại rác dưới này, cũng phối hợp nói chính hắn biết luyện đan. Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy lúc này vậy không lên tiếng, chẳng qua là thật sâu cau mày. Viên đại sư, Trúc lão không nhịn được hỏi một câu. Luyện đan bước đầu tiên chính là tinh luyện luyện đan vật liệu, mà bất đồng luyện đan vật liệu bây giờ. Cần hoàn mỹ tinh luyện thủ đoạn đều là không giống nhau. Mặc dù ta cũng có nghe nói qua, một ít cao cấp luyện đan đại sư quả thật có thể làm được giống vậy phân tâm kỳ dụng, đồng thời tinh luyện không giống nhau luyện đan vật liệu, nhưng mà, hắn. Viên Thanh Viên đại sư nói đến cái này cũng có chút giọng không tốt lắm chưa nói. Có câu nói kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bây giờ, Trần Phi loại biểu hiện này, đích xác là có chút làm hắn thất vọng. Là như vậy. Trúc lão nghe vậy ngẩn người, nhìn về Trần Phi, nhưng ánh mắt hơi ngẩn ra. Bởi vì là hắn biết Trần Phi là có thể nghe được bọn họ nói chuyện, có thể cuối cùng, đối phương trên mặt thần sắc nhưng liền biến đều không đổi một chút. Quá trấn định, không, cái này phải nói là quá tự tin. Bỏ mặc nói thế nào, yên lặng xem đi, đây không phải là còn không có luyện đan thất bại sao? Cái loại đó hoang đường ý niệm có chút ở Trúc lão trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không sai, bất quá thành công hay không, một người luyện đan sư quá trình luyện đan là thần thánh, điểm này không thể nghi ngờ.
Viên Thanh Viên đại sư mặc dù trong lòng đã thất vọng, nhưng hắn vẫn là như vậy vừa nói. Đây là làm một tên luyện đan sư, tối thiểu hàm dưỡng và dày công tu dưỡng. Nếu không, là sẽ gặp phải trong vòng nhân sĩ phỉ nhổ. Bất kỳ một vị luyện đan sư ở luyện đan sư thời điểm, ghét nhất, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy dày. Hừ, gặp Trúc lão, Viên Thanh còn chưa từ bỏ ý định, vậy Viên Kiệt sắc mặt dữ tợn vặn vẹo một tiếng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có nói nữa. Nếu hắn bây giờ đều đã rõ ràng biết Trần Phi, căn bản cũng không biết luyện đan, vậy còn sợ cái mau à? Bây giờ hắn cũng không thiết đi sử dụng quấy nhiễu đối phương luyện đan, loại này vô sỉ phương pháp. Dù sao Trần Phi căn bản không có thể luyện ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, không phải sao? Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên ở giữa, vậy trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan lớn lò miệng chính giữa, lập tức vọt ra khỏi mấy chục đạo hừng hực cháy, uy mãnh kinh người cột lửa. Hơn nữa ngọn lửa kia số lượng còn vừa vặn đối ứng luyện đan tài liệu số lượng. Làm cột lửa kia toàn bộ xông lên sau khi đi ra, tất cả bên trong lò luyện đan vật liệu đều bị hắn phân biệt bao phủ lên trong đó. T, đây là, vậy Viên Thanh Viên đại sư ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên bạo rụt mình ánh mắt. Ngược lại hút khí lạnh, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi loại thủ đoạn này tuyệt không phải sặc sỡ, mà là, thật đã đem những cái kia luyện đan vật liệu đồng thời hoàn mỹ tinh luyện đứng lên. Đâu vào đấy? Cái này, cái này, cái này. Không thể nào. Vậy Viên Kiệt trên mặt như cũ cười nhạt và trầm ổn cũng ngay tức thì biến mất. Thay vào đó, là một loại thật sâu sợ hãi, còn có thấy quỷ vậy thần sắc. Bởi vì là, hắn coi như là nhân phẩm giàu gì. Nhưng cuối cùng tay vẫn trên có thật bản lĩnh, là một vị lợi hại luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Cho nên bây giờ, hắn dĩ nhiên vậy nhìn ra được, Trần Phi loại thủ đoạn này, là thật có thể đồng thời hoàn mỹ tinh luyện luyện đan vật liệu. Viên đại sư, đây là, có gì không đúng sao? Thấy tình cảnh này, Trúc lão trong lòng một cái cơ trí, hỏi. Nhưng mà Viên Thanh Viên đại sư lúc này liền đều không để ý hắn, vẫn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy lò luyện đan. Lại nhìn một cái Trần Phi, chỉ cảm thấy mình cả người đều ở đây nổi da gà, rất là sợ hãi. Ta là đang nằm mơ sao? Nhiều như vậy luyện đan vật liệu, thật có thể đồng thời tinh luyện, hơn nữa còn như vậy đâu vào đấy, tinh luyện hoàn mỹ. Người được vậy luyện đan vật liệu bị tinh luyện sau đó, tản mát ra mùi là lạ, Viên Thanh cũng không nhịn được nữa, giống như là thấy quỷ vậy, sợ hãi tự lẩm bẩm. Nghe vậy, thấy tình cảnh này. Vậy Trúc lão không nhịn được trong lòng thật sâu một cái lộp bộp. Tâm trạng cuồng trào. Bởi vì là hắn có thể là biết, coi như là đối mặt một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, Viên Thanh cũng sẽ không làm đến như bây giờ thất thố, nhưng bây giờ. Có lẽ từ đánh hắn biết đối phương ngày tính từ, hắn liền thật không có gặp đối phương như vậy thất thố qua. Vậy, thằng nhóc kia, không đúng, vị kia, kỹ thuật luyện đan thật có như thế lợi hại. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng luyện đan tràn đầy luyện đan vật liệu bị tinh luyện sau các loại đan thơm. Vậy Viên Thanh Viên đại sư khịt khịt mũi, mặt đầy kinh như vậy, nói, mùi thơm này. Thật là thật lợi hại, loại này tinh luyện độ dày, ta trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có câu nói, nhà chọc trời đất bằng phẳng dậy, tầng dưới cơ sở quyết định tầng trên cao độ. Cái này luyện đan tài liệu tinh luyện độ dày, chính là tầng dưới cơ sở. Coi như là hắn Viên Thanh. Như vậy tuyên bố hiển hách cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, vậy cho tới bây giờ cũng không có năng lực đạt tới, vậy chưa từng cảm tưởng qua loại trình độ này tinh luyện đậm đà, có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ Trần Phi đây hoàn toàn chính là đứng ở đó, không nhúc nhích, một chút cũng không có nghiêm túc liền tùy tùy tiện tiện làm đi ra. Chẳng lẽ, cái này cũng còn không phải là thực lực chân chính của hắn. Vậy Viên Thanh Viên đại sư trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Môi không nhịn được điên cuồng run run. Mà vậy Viên Kiệt, lúc này thì đã là sắc mặt hoảng sợ đến chân đều không khí lực. Một cái cất thương, trực tiếp là ngã xuống đất. Mặc dù hắn cực độ không muốn thừa nhận, nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ là Trần Phi bây giờ biểu lộ ra ngón này, liền đủ làm hắn Viên Kiệt sư phụ, cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư Viên Thanh, đều bị quăng ra rất xa khoảng cách rất xa. Khó khăn. Chẳng lẽ, thằng nhóc này thật sự là một vị luyện đan sư cấp 4 trở lên? Vậy Viên Kiệt lúc này tim đập loạn, cả người đang run, ngón tay trắng bệch,
sắc mặt run rẩy, khó có thể tưởng tượng cái này lại là thật. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã lười được lại cho hắn thời gian rung động nhiều như vậy. Không tới gần nửa nén hương thời gian, mấy chục đạo luyện đan tài liệu tinh luyện toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo chính là trừ tạp chất, ngưng tụ đan hình, uẩn dưỡng dược liệu. Cái này tất cả một loạt trình tự thật là đều có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Giống như căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu độ khó. Nhưng khi cuối cùng, hai cây vây quanh năm cái ngân văn xanh lơ màu xanh lá cây đan dược xuất hiện ở viên thanh, viên kiệt cùng ba hai rung động, co rúm lại trong mắt chính giữa lúc đó. Cái này luyện đan thất bên trong còn dư lại, cũng chỉ có sâu đậm yên tĩnh, cùng với làm người ta rung động đến ra đầu tê dại nồng đậm bầu không khí. Nhìn thấy, cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược, có phải hay không ta luyện chế? Luyện đan sau khi hoàn thành, Trần Phi tiện tay đem vậy hai viên đan dược nhận được đan dược bình chính giữa, nhìn viên kiệt, khinh thường mở miệng nói. Mà vậy đối phương, lúc này sớm đã là bị rung động và sợ hãi tâm trạng đan vào. Chi phối đến cả người không có sức, không nói ra được nói. Loại thời điểm này, người muốn cho hắn nói gì không đều là giống nhau. Cái này, vị đại nhân này, mà nhưng vào lúc này, vậy viên thanh viên đại sư lắp ba lắp bắp mở miệng. Trần Phi nhìn hắn một cái, bình thản nói, ta họ Trần, kêu Trần Phi. Là, Trần đại sư, không biết, vậy hai viên đan dược, có thể để cho chúng ta xem sao. Vậy viên thanh lập tức sửa lại, thái độ phải nhiều cung kính, thì có nhiều cung kính. À, cầm đi xem đi, Trần Phi vậy không thèm để ý, tiện tay lại đem vậy trang bị hai cây mới vừa luyện thành đan dược bình, ném đi ra, ném cho đối phương. Cảm ơn Trần đại sư, cảm ơn Trần đại sư. Viên thanh vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy đan dược kia bình, đem cái nắp mở ra. Nhất thời, thì có một cổ thấm vào lòng người đan thơm. Từ đan dược kia bình chính giữa tản ra. Trọng yếu nhất chính là, cái này cổ đan thơm, và hắn trước lấy được vậy hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, hoàn toàn là giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, thật giống nhau như đúc à. Vậy viên thanh tay khớp xương tay run rẩy nắm đan dược kia bình, khó tin, run rẩy nói. Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ đến. Trần Phi lại thật có thể ở hắn minh kiếp trước sinh đem cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện ra. Dẫu sao, coi như là một vị có năng lực làm được như vậy một chuyện đại sư, muốn lại luyện chế thành công ra một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, chỉ sợ cũng tất nhiên là cần phải hoàn toàn chuẩn bị, cùng vận khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi đây hoàn toàn là tùy tiện tiện à? Tùy tiện tiện liền đem cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện chế ra, nghĩ đến đây, vậy viên thanh trong lòng thẳng phát run, thẳng run rẩy. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, đây chỉ có một loại có thể, mới có thể xuất hiện kinh người như vậy sự việc. Đó chính là, Trần Phi luyện đan kỹ thuật, xa không chỉ như vậy. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, xa không phải là cực hạn của hắn. T. Nghĩ đến đây. May là viên thanh vị này thanh long câu cường đại nhất luyện đan sư, lúc này cũng không nhịn được nán lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại lần nữa nhìn về Trần Phi, trực tiếp là một khom người tới đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.